chương 544, lưu lại, Hàn Lập nhìn tình cảnh trước mắt, con người có chút co rụt lại, âm thầm quan sát. Nhân số song phương tuy không quá nhiều, mỗi bên dị tộc chỉ có hơn 10 người nhưng thủ đoạn công kích đều rất kỳ lạ. Bên phía tộc nhân da xanh cổ dài, gã thì mang một cây sáo ngắn không biết làm bằng chất liệu gì, người thì lấy da trống nhỏ được chế tác bằng xương và da thú, kẻ thì cầm chuông bằng đồng xanh, hoặc thổi hoặc đánh truyền ra những trận âm thanh hỗn tạp, Nương theo những âm thanh này xuất hiện hàng trăm con yêu thú hình thể khá lớn nhưng được điều khiển như khôi lỗi, phóng tới đám người cóc màu da xám xịt thấp bé kia. Còn dị tộc người cóc thì đơn giản hơn, cái bụng trương lên, phát ra những âm thanh ủng ụp như có người đang đánh phía bên trong. Lực lượng âm thanh vang lên kéo theo lượng lớn linh trùng dày đặc, đám từ thì mặt đất tuôn ra như thủy triều, đám thì từ trên trời lao xuống làm cho thiên địa hôn ám, nhao nhao lao về phía dị tộc da xanh. Trong đám linh trùng có những con bọ ngựa màu vàng to như châu đất, cũng có loài giáp trùng nhỏ như ong mật, toàn thân hào quang màu đen bao phủ. Khí thức riêng mỗi con mỗi loại không tính là cường đại nhưng khi được sự thôi động của đám người cóc lại có sự liên kết với nhau tạo thành một khối thống nhất, so sánh với khí thế của đối phương thậm chí còn muốn mạnh mẽ hơn. Phía bên yêu thú, mặc dù da dày thịt béo, hình thể khổng lồ, sở hữu nhiều loại hình công kích như phun lửa, nhả điện, tốc độ cũng không hề kém nhưng cuối cùng mãnh ngộ không địch nổi đàn sói, bị linh trùng thế như chiều cường cuốn vào, bại lui liên tục nhận thấy thế cục không ổn một tên nam tử dị tộc da xanh cao to nhất cái cổ dài nhất trước ngực đeo một chiếc dây chuyền làm bằng xương thú vội vàng há miệng quát to một tiếng âm thanh thôi thúc dị thú hay linh trùng của hai bên đều chợt dừng lại chiến trường cũng tạm ngưng binh đao chém giết gã há miệng ra nói một chàng bằng loại ngôn ngữ gì mà hàn lập cũng chưa nghe đến bao giờ chắc chắn không phải ngôn ngữ thông dụng trong các tiên vực tiểu bạch bọn hắn đang nói gì đấy ngươi nghe có hiểu được không hàn lập nghĩ một chút rồi hỏi tỳ hưu đang đeo lủng lẳng bên hông đây là loại ngôn ngữ hay được sử dụng bởi các tộc đàn ở man hoang gã đang nói với tên cầm đầu phía bên đối phương tên là đồ lợi ô hỏi tại sao hướng cảnh tộc bọn gã đã bỏ đi khỏi mảnh rừng rậm sinh sống bao đời nay cả tộc tha hương tới đây rồi mà vẫn còn không chịu bỏ qua nhất định phải chém tận giết tuyệt tỳ hưu truyền âm trả lời hàn lập nhíu mày phìn về phía dị tộc có hình dáng như cóc kia liền thấy một gã người cóc thân thể to lớn bên hông quấn một cái giáp da màu xanh chậm rãi đi ra cũng mở miệng trả lời âm thanh vang vọng núi rừng gã nói thản thập hồi thiềm tộc chúng ta với hướng cảnh tộc các người vốn có mối thù truyền kiếp hiện tại các ngươi đang thất thế tất nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc giết sạch toàn bộ không đợi hàn lập thúc giục tiểu bạch đã nhanh chóng nhận lấy chân phiên dịch hư các ngươi dám chém giết điên cuồng chẳng phải muốn khơi màu cuộc chiến giữa thú tộc và trùng tộc sao chẳng lẽ muốn đi vào vết xe đổ của trận chiến mấy trăm vạn năm trước nếu nhất định phải xảy ra thú tộc chúng ta sẽ diệt chủng toàn bộ chủng tộc các ngươi gã dị tộc được gọi là thản thập nghe vậy tức giận quát lớn ha ha đừng nghĩ là ta không biết người dẫn theo đám tộc nhân này là muốn đánh lạc hướng chúng ta còn phụ thân ngươi đã mang theo phần lớn tộc nhân đi trốn sang chỗ khổng linh bộ tộc ở khổng tước hà nhưng tất cả đều là công dã tràng mà thôi đừng nói gì đến tộc khổng linh kể cả tháp tượng bộ lạc hay ô đồn bộ lạc cũng đều đang bị các lộ quân chủng tộc chúng ta công hãm hết rồi Đồ lợi ô cười không ngậm được miệng, hai bàn tay như to như quạt bổ vỗ vỗ bụng nói. Ngươi nói cái gì, làm sao có thể như vậy được chứ? Nghe xong sắc mặt thản thập đại biến, chân linh mà các ngươi thờ phụng trước mặt trùng linh đại nhân của chúng ta chẳng khác gì loài gà chó, căn bản không đáng nhắc tới, thú tộc các ngươi hãy từ từ tận hưởng lửa giận tích lũy từ trăm vạn năm nay của trùng tộc chúng ta đi. Đồ lợi ô nói tiếp, thần sắc càng trở nên điên cuồng phách lối. Xem ra là xung rột giữa đám dị tộc man hoang, không liên quan gì đến chúng ta hàn lập nghe tiểu bạch phiên dịch xong truyền âm nói một câu liền muốn rời đi khỏi chỗ này bất chợt giới chỉ màu vàng trên ngón tay hắn sáng lên hóa thành nữ hài mập mạp đáp xuống bên cạnh hắn đại thúc chớ vội đi ta có cảm giác rất kỳ lạ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ ửng thần sắc có chút khẩn trương nói chẳng lẽ thuật khu trùng của mấy tên kia lại có tác dụng với ngươi không phải chứ cầm đầu bọn chúng cũng mới chỉ có tu vi chân tiên làm sao giúp gì ngươi được hàn lập thấy hơi bất ngờ Lắc đầu nói, "Ta, ta cũng không rõ, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ thôi." Kim Đồng ấp úng nói, nó mới nói xong chợt bên cạnh có tiếng xé gió, đột nhiên hai con bạo ngựa không biết từ đâu xuất hiện nhảy vọt ra, bốn liêm đao màu vàng giao nhau nhanh chóng chém về phía hai người. Hàn Lập thấy vậy không nói gì mà điềm tĩnh bắn ra hai thanh thanh trúc phong vân kiếm về hai hướng phải trái, hai đạo kiếm quang màu xanh như thiểm điện quét ngang ra. Phập, phập hai tiếng động nhỏ vang lên, hai con bạo ngựa như diều đứt dây, thân thể chia làm hai đoạn ngay sau đó giáp trùng màu đen như ruồi nhanh chóng từ bốn phương tám hướng sông đến vây kim đồng và hàn lập vào giữa đồng thời tộc nhân hôi thiềm tộc cũng chia ra một ít đi về phía bên này hàn lập thấy thế quyết định mang theo kim đồng đi ra chỗ đất trống kia đồ lợi ô đánh giá hàn lập và kim đồng một chút thần sắc bỗng nhiên biến đổi lại bắt đầu mở miệng nói huyên thuyên nhóm người hướng cảnh tộc bên khác nghe tiếng trên mặt tỏ vẻ phẫn nộ bọn hắn đang nói gì thế hàn lập bình tĩnh như thường truyền âm hỏi tên người cóc kia nói hướng cảnh tộc sa đọa dám liên thủ với nhân tộc ti tiện thảo nào chân linh cung phụng cũng không che chở nổi bọn hắn những gã cổ dài nghe thế rất phẫn nộ mở miệng bác bỏ tiểu bạch đáp xem ra nhân tộc quả thật không được chào đón tại mảnh đất man hoang này hàn lập cười cười nói không phải chỉ mỗi nhân tộc mọi ngoại nhân từ tiên vực tiến vào mặc kệ là chủng tộc gì đều chỉ làm mỗi một việc không phải trộm thì là cướp mà không phải cướp thì là trộm tỳ hưu nói được nửa câu liền ngừng lại Liệp hoang tu sĩ, nghe thì oai phong, nhưng cũng chỉ để làm những việc này mà thôi. Nói với bọn nó, chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, không can thiệp tới việc tranh chấp của chúng. Hàn lập lạnh nhạt nói một câu, đồng thời phất tay ném mặt dây chuyền bên hông ra biến thành một con bạch ngọc tỳ hưu lớn hơn trưởng. Bạch ngọc tỳ hưu nhìn xung quanh một chút rồi liếc mắt ngó hàn lập, sau đó mới khẽ vươn mình nói ra một tràng ngôn ngữ man hoang, thuật lại lời của chủ nhân. Ánh mắt đổ lợi ô quét qua người bạch ngọc tỳ hưu rồi nhìn chầm chầm vào kim đồng, quan sát một lát mới quay sang Hàn Lập, há miệng nói bằng ngôn ngữ thông dụng ở Bắc Hàn tiên vực. Nhân tộc ti tiện, đây là ân oán giữa chúng ta và thú tộc, các người tốt nhất đừng nhúng tay vào. Vốn ban đầu thả các ngươi đi cũng được, nhưng mạng hai con linh trùng vừa rồi, tính sao đây? Ồ, vậy ngươi muốn thế nào? Hàn Lập nhíu lông mày, hỏi lại, để tiểu hoa nhi bên cạnh ngươi ở lại, ta cho ngươi đi. Đồ lợi ô chỉ chỉ kim đồng, đáp lời. Hàn Lập nghe thế, trong lòng không khỏi thở dài, biết việc này không thể yên chuyện được nữa rồi. Quả nhiên chưa đợi hắn kịp mở miệng nói gì, Kim Đồng đã vén tay áo lên tức giận bước ra. Người mới nói, muốn bản tiên nữ lưu lại, nó bước từng bước về phía trước, khí thức trên thân tăng theo nhịp chân, lạnh lùng nói. Đồ lợi ô thấy thế lập tức thấy kinh hãi, sắc mặt biến đổi mấy lần. Đám giáp trùng màu đen đang vây bốn phía quanh Kim Đồng cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhao nhao như thủy triều rút về phía sau. Đồ lợi ô vô thức bước lùi mấy bước, vội vàng nói gì không rõ. Tộc nhân hôi thiềm tộc thấy thế, nhanh chóng trương bụng phát ra tiếng vang ủng ụp. Các loại linh trùng được thúc giục, trừ một số ít vẫn bao vây hướng cảnh tộc, còn lại phô thiên cái địa đánh về phía kim đồng. Người cũng ra giúp nó một tay đi, hàn lập nhíu nhíu mày, đứng yên phân phó bạch ngọc Tỳ hưu một câu. Tiếng thú giống lên ẩm vang, bạch ngọc Tỳ hưu biến lớn thành một đầu cự thú tuyết trắng lao về phía trùng chiều. Giáp trùng màu đen nhiều như thác lũ cuốn ra, trong nháy mắt bao phủ thân hình Tỳ Hưu. Nhưng quanh thân nó sáng lên bạch quang như tuyết, ngăn cách đám côn trùng lại không cho bọn chúng tiếp cận được chút nào. Đồng thời Tỳ Hưu há to miệng rộng tạo thành một cỗ hấp lực vô hình, liên tục hút giáp trùng màu đen vào bụng. Đám thần thập của hướng cảnh tộc nãy giờ chỉ dám đứng một nơi nhỏ to bàn bạc, không dám có hành động gì lỗ mãng giờ phút này chăm chăm nhìn vào tiểu bạch, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Một bên khác, kim quang quanh người kim đồng đại phóng hóa thành một con giáp trùng màu vàng khổng lồ hai chân trước múa may điên cuồng tạo ra những đạo kiếm khí chém ngược chém xuôi, kéo theo những âm thanh vun vút. Những nơi kiếm khí đi qua đám linh trùng không có lực ngăn cản, bị chảm thành mấy đoạn, tàn thi rơi đầy đất. Đồ lợi ô thấy cảnh này sợ hãi như gặp ma, đây mới chỉ là một trùng một thú mà thôi, gã nhân tộc nam tử trung niên kia còn chưa thèm ra tay đã đánh cho đại quân linh trùng của y tan tác, chết gần hết không còn lại gì. Thản thập thấy thế, trong mắt hiện lên tia vui mừng, vội vàng hô lớn bằng ngôn ngữ man hoang tộc nhân hướng cảnh tộc sĩ khí đại chấn, lập tức thôi động yêu thú dưới trướng lao lên tham chiến. Vốn đại quân của hôi thiềm tộc đã bị kim đồng và tỳ hưu đánh cho tán loạn, đến bây giờ không còn sức để chống đỡ. Đồ lợi ô biết mọi chuyện không ổn, điên cuồng khoa tay múa chân, hô to gọi nhỏ huy động linh trùng tiến hành đợt công kích cuối cùng, đồng thời chỉ huy tộc nhân tranh thủ thời gian rút lui. chương 545, Khách Quý Mặc dù Hàn Lập nghe không hiểu ngôn ngữ đồ lợi ô, nhưng liếc mắt một cái thấy ngay ý đồ của gã ống tay áo của hắn vung lên, mấy nghìn hạt đậu màu vàng sẫm bắn ra, sau đó hóa thành mấy ngàn đạo binh nhảy vào bên trong cơn lũ côn trùng sâu bọ. Kim Đồng mượn cơ hội này thoát ly sự dây dưa của đám côn trùng sâu bọ, hóa thành một đạo hồng lưu màu vàng, lóe lên liền chắn trước người hôi thiềm tộc. Hai chân trước của nó chợt vung lên, lập tức đạo đạo tinh quang quét ngang qua, trong nháy mắt chém giết hơn phân nửa người hôi thiềm tộc. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, người là trùng tộc, vì sao lại tương tàn bọn ta? Hồi thiềm tộc chúng ta cũng là trùng sứ, đều là người hầu của trùng linh đại nhân. Muốn lưu lại người là để mang về trùng tộc chúng ta, không cần phải làm sủng vật cho nhân tộc sử dụng. Đồ lợi ô thấy không thể đào thoát, lập tức quỳ xuống lại kim đồng xin tha. Phệ kim trùng nghe vậy đình chỉ công kích, kim quang quanh thân thu vào về bên cạnh hàn lập một lần nữa hóa thành bộ dáng nữ đồng. Trùng linh đại nhân trong miệng các ngươi là vật gì vậy? Lông mày nhỏ kim đồng nhướng lên mở miệng hỏi không được miệt thị xưng trùng linh đại nhân là, thân sắc đồ lợi ô khẽ biến, vội vàng nói, ít nói lời vô nghĩa, trả lời vấn đề của ta. Kim đồng nhịn không được nói, cái này, ta cũng không rõ, hồi thiềm tộc chúng ta bất quá là một chi tiểu tộc của trùng tộc mà thôi. Ta tuy là tộc trưởng, cũng chưa bao giờ thấy qua trùng linh đại nhân, chỉ mới nghe qua uy danh của ngài mà thôi. Đồ lợi ô trần chờ nói, Kim đồng thấy thế, quay người nói với Hàn Lập, Đại Thúc, hay là ta siêu hồn bọn chúng không thành vấn đề. Hàn lập gật đầu nhẹ, nói ra, dứt lời, ngón tay hắn điểm một cái về phía trước, một đạo quang tia óng ánh liền bắn vào mi tâm đồ lợi ô. Đừng a, à, mặt gã lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa mới mở cái miệng rộng, đầu lâu liền phịch một tiếng bạo liệt ra. thật là cấm chế lợi hại a. À. Hàn lập nhíu mày, nói, thấy tộc trưởng đã chết, đám hôi tiềm tộc còn lại vừa kinh vừa sợ, lần nữa giết tới đám người Hàn lập. sau mấy hơi thở, mảnh đất trống ở đồi núi này triệt để yên tĩnh trở lại để lại trên đất một đám tử thi thê thảm. Hàn Lập thu hồi tất cả đạo binh, rời ánh mắt nhìn về phía những người hướng cảnh tộc bên kia chưa dám tự rời đi. Những dị tộc da xanh cổ dài kia cũng nhìn trộm dò xét bọn hắn, trong ánh mắt vừa sợ hãi, lại vừa nghi hoặc, lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. Đa, đa tạ tiền bối ra tay cứu hướng cảnh tộc chúng ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Gã nam tử hướng cảnh tộc tên là Thản Thập do dự, nhưng vẫn chủ động đi lên phía trước, thi lễ với Hàn Lập, dùng tiếng thông dụng Bắc Hàn Tiên vực nói ra nếu như ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng ta thì nên biết ta ra tay không phải là vì cứu các ngươi hàn lập nhìn thản thập một cái chậm rãi nói ra bất luận thế nào tiền bối đánh chết người hôi thiềm tộc chính là đã cứu tính mạng tộc chúng ta chỉ điểm này đáng để chúng ta dùng lễ trọng báo đáp nhưng hiện nay bộ lạc của chúng ta liên tục gặp trùng tộc công kích thật sự là hữu tâm vô lực nếu không liền mời tiền bối tới làm khách trong tộc chúng ta thản thập tỏ vẻ xin lỗi nói thú tộc Trung tộc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn lập vốn muốn đuổi những dị tộc này đi, nhưng nhìn Kim Đồng một cái, trong lòng hơi động, hỏi. Thản Thập nghe vậy, mặt lộ ra vẻ làm khó, không có lập tức mở miệng. Dừng lại một lúc sau, gã mới nói tiếp, bởi vì tín ngưỡng bất đồng, Trung tộc cùng thú tộc chúng ta đã trở thành kẻ thù truyền kiếp, từ xa xưa đến nay một mực tranh đấu không thôi. Trong lịch sử đã bạo phát rất nhiều lần chiến tranh đại quy mô, có thắng có bại, thực lực coi như ngang nhau. Tín ngưỡng. Hàn Lập liếc qua những người hướng cảnh tộc còn lại, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, thú tộc chúng ta không có phân chia bộ lạc, mỗi chi tộc tín ngưỡng vào chân linh thánh thú khác nhau, mặc dù khác nhau nhưng trên tổng thể đều lấy chân linh làm tín ngưỡng, nhưng những chủng tộc kia thì lại bất đồng lấy các loại trùng linh làm tín ngưỡng. Thản thập giải thích, thì ra là thế, được rồi, không có việc gì nữa, các người có thể đi. Hàn Lập phất vất tay, nói ra, đa tạ tiền bối, thản thập vội vàng kho người cúi đầu, lùi về hướng tộc nhân bên kia chúng ta cũng đi thôi. Hàn Lập quay người lại, nói với Kim Đồng và Bạch Ngọc Tỳ Hưu. Bạch Ngọc Tỳ Hưu lóe lên hào quang, một lần nữa hóa thành sợi dây bạch ngọc treo bên hông Hàn Lập. Kim Đồng lại có chút chần chờ, thần sắc hơi khác thường. Hàn Lập biết rõ nàng nhất định có liên quan với những chủng tộc này, cũng không có thúc giục. Nhưng vào lúc này, Thản Thập đi rồi quay lại, đi tới trước người Hàn Lập, thi lễ nói: "Tiền bối, tại hạ sau khi suy nghĩ, vẫn cảm thấy nên mời tiền bối cùng đi tới Khổng Linh bộ lạc." để tận lực đạo chủ nhà. Nếu thật sự có thành ý, trong đám các ngươi nên phái ra người chủ sự chính thức để nói chuyện. Ngữ khí hàn lập lạnh nhạt nói, thản thập nghe vậy, con người hơi co lại, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Lúc này, đám người hướng cảnh tộc kia lại nhao nhao tránh ra hai bên, nhường ra một con đường, tiếp theo một gã mặc áo choàng rộng lớn màu xám, trên mặt che bởi tấm vải xám, đi ra. Y phàm thiếu chủ, không, thản thập thấy thế, vội vàng ngăn lại nói. Người nọ lại ngoảnh mặt làm ngơ với gã, trực tiếp đi tới trước người Hàn Lập, hai tay ôm ở trước ngực, thi lễ với hắn. Sau đó, chỉ thấy y gỡ tấm vải xám che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt hầu như không khác với nhân tộc, khuôn mặt đẹp thập phần tinh xảo xuất sắc, điểm duy nhất không giống chính là, da y có màu lam nhạt, hai tai hơi nhọn, bên môi mọc lên hai răng giống như răng hổ, thoạt nhìn hơi có chút bộ dáng xinh đẹp tinh xảo. Người không phải người hướng cảnh tộc, ánh mắt Hàn Lập híp lại, cũng có chút ngoài ý muốn hỏi lúc trước hắn phát hiện thản thập làm việc tựa hồ nhận lệnh từ người khác còn tưởng rằng tộc trưởng đang ẩn giấu trong đội ngũ hiện tại nhìn qua rõ ràng không phải vãn bối nạc y phàm chính là con gái tộc trưởng u thần tộc lần này nhận lệnh tới đây liên hợp các bộ tộc thú tộc cùng đối kháng trùng tộc xâm chiếm lại không nghĩ vừa tới hướng cảnh tộc liền gặp được mấy bộ lạc hôi thiềm tộc liên hợp đánh lúc này mới chạy trốn tới nơi này may mà thời khắc nguy nan lại được tiền bối cứu nữ tử gia xanh nói như thế ngươi là người chủ sự như vậy người mời ta đến đó làm khách hẳn là ngươi rồi hàn lập hờ hững hỏi đúng vậy chắc hẳn tiền bối cũng vì liệp hoang mà đến đây hôm nay trùng tộc càng ngày càng kiêu ngạo không chỉ ra tay với thú tộc chúng ta nghe nói trước đó vài ngày còn sai xa thú công kích độ thuyền tiền bối nếu không quen thuộc hoàn cảnh địa hình nơi này rất có thể sẽ xâm nhập địa bàn của bọn hắn mặc dù tu vi tiền bối cao thâm nhưng tránh không được một phen khổ chiến nạc y phàm chậm rãi nói ra nói như vậy Người mời ta đến bộ tộc của các ngươi là vì suy nghĩ cho ta. Lông mày hàn lập nhíu lại, hỏi, ngoại trừ báo đáp ân cứu mạng của tiền bối, tự nhiên cũng có một chút tư tâm, là hy vọng trên đoạn đường trở về u thần tộc này, có thể được tiền bối che chở một chút. Nạc y phàm nói ra, không biết trong quý tộc còn có địa đồ man hoang giới vực. Hàn lập từ chối cho ý kiến, gật đầu nhẹ, lại hỏi. Diện tích man hoang giới vực to lớn, rất nhiều khu vực đã bị các loại sinh linh cường hãn cùng bộ tộc lớn mạnh mẽ chiếm cứ, hầu như ngăn cách lẫn nhau. Vì vậy, cho dù là u thần tộc chúng ta, cũng chỉ có bộ phận địa đồ khu vực thú tộc hoạt động. Chỉ cần tiền bối nguyện ý hộ tống chúng ta trở lại trong tộc, ta sẽ tận lực vì người tìm đủ tất cả bản đồ trong tay các bộ lạc thú tộc. Nạc Y Phàm suy nghĩ một chút, nói ra. Hàn Lập suy nghĩ chốc lát, gật đầu nhẹ nói ra. Thành giao, đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? trong mắt nạc y phàm hiện lên vẻ vui mừng hỏi lệ phi vũ hàn lập gật đầu nhẹ nói ra mắt thấy thản thập mang hai người hàn lập cùng kim đồng về đội ngũ thân sắc những người hướng cảnh tộc còn sót lại trở nên có chút cổ quái sâu trong mắt mơ hồ có vẻ sợ hãi lại có đề phòng thản thập dùng ngôn ngữ man hoang nói với mọi người mấy câu người hướng cảnh tộc nhao nhao ngừng dò xét hàn lập bắt đầu thu liếm tộc nhân cùng đem yêu thú ra sử dụng phân công rõ ràng cùng lúc đó cũng có bộ phận tộc nhân bắt đầu nhanh chóng thu thập trên người hôi thiểm tộc, cùng với thi thể trùng thi lưu lại, hiển nhiên có không ít tài liệu không tệ đối với bọn họ. Không bao lâu, có một gã tộc nhân vâng lệnh nạc y phàm đặt xuống một cốt nhẫn chữ vật có không ít tài liệu, đưa đến cho Hàn Lập. Cho dù Hàn Lập không để ý những thứ này, nhưng vẫn không từ chối thu lại, dù sao nếu mình không thu cái gì, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến người hướng cảnh tộc sinh bất an, cho là mình có ý đồ khác. Chỉ là hắn vừa nhận lấy, liền đem đồ trong nhẫn chữ vật phân biệt đưa cho tỳ hưu cùng kim đồng chia ra cho hai đứa ăn không đến một khắc đồng hồ sau cả chi đội ngũ liền xuất phát lần nữa tiến về phía đồi núi phía nam thản thập đi trước dẫn đường hai người hàn lập cùng nạc y phàm thì lại túm tụm phía sau cùng đám người hướng cảnh độc kề vai sát cánh đi trong đội ngũ kim đồng cùng tỳ hưu sớm đã hóa thành giới chỉ kim sắc cùng sợi dây truyền bạch ngọc chụp lên tay và hông hàn lập tiền bối qua khu vực đồi núi này rất nhanh sẽ tiến vào khu vực hoạt động của một đầu ngô công trăm mắt. Thực lực con thú này rất mạnh, và lại hung tính cực thịnh, không thích nhất chính là có thứ gì bay qua đỉnh đầu của mình, một khi thấy được thì trăm mắt đều mở ra, bắn ra tước cốt thần quang, hơn phân nửa người hướng cảnh tộc không thể chống đỡ. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi hướng bên kia, mới có thể ngồi kỵ binh yêu thú phi độn đi. Nạc y phàm chủ động giải thích với Hàn Lập, không sao, man hoang hung hiểm, làm cách nào ổn thỏa nhất, thì cứ làm như vậy đi. Hàn Lập lạnh nhạt nói, hôm nay đã thâm nhập man hoang, mạo hiểm khó lường, nếu không cấp thiết, hắn tự nhiên không hứng thú đi trêu chọc dị thú nơi đây. Nạc y phàm gật đầu nhẹ, không nói gì nữa. Tiểu Bạch, đoạn thời gian kế tiếp, lúc rãnh rỗi người hãy dạy ta ngôn ngữ man hoang đi. Thần sắc Hàn Lập không có chút gợn sóng, tâm thần liên hệ với Bạch Ngọc Tỳ Hưu. Tu sĩ tiên vực luôn luôn cho rằng ngôn ngữ man hoang giới vực là tiếng cầm thú, cho rằng nó là ngôn ngữ cấp thấp không lịch sự, chủ nhân ngươi thật sự muốn học. Bạch Ngọc Tì Hưu kinh ngạc một hồi, dò hỏi. Ngôn ngữ bất quá là công cụ trao đổi câu thông mà thôi, nào có phân chia cao quý hay đê tiện. Ngươi dạy ta là được. Hàn Lập trả lời, được rồi, nếu như ngươi muốn học, ta liền dạy ngươi. Tiểu Bạch đáp ứng, chương 546, Man Hoang Đại Tộc. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Trên không trung một mảng rừng rậm nguyên thủy có những đầu phi cầm khổng lồ bay nhanh qua, phía trên lưng chúng chở từng người dị tộc ra xanh cổ dài chui xuống tán rừng lẫn trong đó có một tên nhân tộc nam tử trung niên dung mạo hiền lành chất phác có chút nổi bật giữa đám dị tộc nam tử này không phải ai khác chính là hàn lập đang theo đội ngũ của hướng cảnh tộc đi về lãnh thổ u thần tộc thản thập cưỡi một con nai màu đen phía sau lưng mọc lên hai cánh nạc y phàm thì cưỡi một con tuyết ưng toàn thân lông trắng cả hai nhanh chóng đáp xuống phía dưới một mảnh đất trống trải trong khu rừng hàn lập ngồi trên một con voi màu xám lông dài tai to như quạt đi cùng với những tộc nhân hướng cảnh tộc khác đi chậm hơn một chút cuối cùng cũng hạ xuống mảnh đất kia. Sau khi xuống tới nơi Hàn Lập liền liếc nhìn bốn phía, hắn thấy trong rừng rậm vậy mà ẩn giấu những tòa kiến trúc ở khắp nơi, mọc như nấm tại các tàng cây cổ thụ chọc trời, cùng cảnh vật xung quanh hài hòa thành một thể. Nhưng thời điểm này, đại đa số đều bị tàn phá nặng nề, có nơi sập xuống một nửa, có nơi bị san thành đất bằng, thi thể dị tộc tán loạn khắp nơi. Những người này đều là người lùn da xám, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng có chút mập mạp, đầu khá lớn, ngũ quan gần giống với nhân tộc, mỗi tội mắt mũi miệng đều ở cùng một chỗ, nhìn rất kỳ dị. Ngoài ra còn có rất nhiều thi thể tộc nhân hướng cảnh tộc và thi thể của các loài yêu thú tán loạn bốn phía, đại đa số đều bị linh trùng cắn xé không còn nguyên dạng, thê thảm khiến người khác không dám nhìn vào. Sau khi lục lọi khắp nơi một lượt, thần sắc đám người hướng cảnh tộc trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt mỗi người đều có lửa giận bốc lên hừng hực. Chẳng bao lâu sau Hàn Lập thấy thản thập từ đống kiến trúc đổ nát đi ra, trên tay ôm lấy thi thể một gã hướng cảnh tộc đã cao tuổi, vẻ mặt không giấu được sự đau thương. Hắn quan sát khuôn mặt thi thể kia một chút, phát hiện có nhiều nét giống với thản thập đến 7-8 phần liền hiểu rõ chắc đây chính là phụ thân của y, thủ lĩnh hướng cảnh tộc. Nạc y phàm thấy vậy đi ra phía trước, ôm hai tay trước ngực, hướng về thi thể trong tay thản thập thi lễ một cái, sau đó vỗ vỗ vai y, nói an ủi mấy câu bằng ngôn ngữ man hoang. Dọc theo đường đi, nhờ tiểu bạch truyền lại ngôn ngữ man hoang bây giờ hàn lập đã đại khái có thể nghe được nặc y phàm nói gì có thể dịch là người chết đã chết rồi bớt đau buồn đi thản thập cố gắng chấn tĩnh lại lấy từ trong ngực phụ thân ra một ống xương trơn bóng như ngọc màu đen dơ lên cao kêu lên mấy tiếng bị thương tộc nhân hướng cảnh tộc lập tức vây tròn quanh gã miệng cũng phát ra những âm thanh tương tự nặc y phàm từ trong đám người đi ra đến bên cạnh hàn lập phụ thân của thản thập chết trận hắn sẽ trở thành thủ lĩnh mới của bộ lạc Nàng chậm rãi nói ra, trong lời nói không giấu được sự mỏi mệt. Xem ra tình hình thú tộc các ngươi không ổn chút nào. Hàn lập đáp lời, từ trận chiến vinh quang đánh bại trùng tộc mấy trăm vạn năm trước, thú tộc chúng ta đã được trải qua quãng thời gian quá yên bình. Mặc dù vẫn luôn phái người theo dõi động tính bên trùng tộc nhưng lần này bọn chúng mưu đồ quá sâu, lại không có bất cứ dấu hiệu gì lạ nên đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Nhưng chân linh chi vương mà chúng ta cung phụng, thực lực tuyệt đối cường đại hơn xa trùng linh của bọn chúng, chờ lúc các bộ liên hợp lại, mời được chân thân của người thì cũng là khi trùng tộc không còn đường sống. Ngữ khí nạc y phàm kiên định nói, hy vọng là vậy, từ đây cho đến bộ lạc u thần tộc của các ngươi, còn bao xa. Hàn Lập cũng không quan tâm nhiều đến việc tranh đấu này, chuyển sang vấn đề khác hỏi. Với tốc độ này, lâu nhất là ba tháng nữa chúng ta sẽ tới nơi. Nạc y phàm suy nghĩ một chút rồi trả lời, Hàn Lập nghe vậy gật nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa. Tộc nhân hướng cảnh tộc sau khi tiến hành một loại nghi thức đơn giản nhưng rất trang trọng liền thu lại đám thi thể vương vãi trên đất rồi nhanh chóng lên đường. Sau khi đi khỏi khổng linh tộc, dường như đã tiến vào lãnh thổ của thú tộc nên đám người đi nhanh hơn trước rất nhiều, ngoài trừ vài chỗ phải cẩn thận tránh cường đại hung thú ra còn không đều phi hành hết tốc lực. Thời gian này, Hàn Lập vừa học thêm man hoang ngôn ngữ từ Tiểu Bạch, một mặt yên lặng ghi nhớ địa hình dọc đường đi, vẽ vào mảnh địa đồ chắp phá của bản thân. Thật ra cho đến bây giờ, những địa đồ hắn mua được ở Nguyên Hoang Thành gần như không có tác dụng, còn lộ tuyến giao tam đưa cho mặc dù khá hơn nhưng không hề ghi chép lại khu vực mà hắn đang đi qua, chỉ có thể dùng làm mốc để phán đoán đại khái phương hướng mà thôi. Hai tháng rưỡi sau, Hàn Lập cùng đám người hướng cảnh tộc cuối cùng đã vượt qua được khu rừng rậm rạp. Thời gian qua mặc dù tộc nhân hướng cảnh tộc khá quen thuộc đường đi, tránh được nhiều chỗ có chân linh cường đại chiếm giữ mà không hiểu tại sao vẫn bị trùng tộc từ nơi nào xuất hiện chặn giết mấy lần. Hàn Lập thì chẳng bao giờ cần phải ra tay, giao cho Kim Đồng cùng Tiểu Bạch xử lý là đủ. Qua mấy lần, tộc nhân hướng cảnh tộc gần như không còn có địch ý và đề phòng với Hàn Lập nữa, hắn cũng tranh thủ hỏi Han được nạc y phàm và thản thập một vài chuyện ở man hoang mà ít người biết tới. Lúc này bọn hắn đã đi tới một hẻm núi vô cùng to lớn. Nơi đây chính là lãnh thổ U thần tộc, ám tinh hạp gốc. Mặc dù trước đó hắn đã biết U thần tộc là một trong những bộ lạc cường đại nhất của thú tộc, nhưng khi đặt chân tới đây hắn vẫn bị choáng ngợp bởi tình cảnh trước mắt phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy những dãy núi nguy nga kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm giữa màu xanh mênh mông xuất hiện một khe núi màu trắng vô cùng to lớn giống như vết thương trên thân cự thú rộng đến giật mình mà ngay lối vào hẻm núi màu trắng có một tòa quan ải to lớn không gì sánh được phía trên lầu canh san sát tinh kỳ tung bay quy mô không thua kém gì tòa thành khổng lồ quan ải cao hơn vạn trượng gần như cao bằng những dãy núi xung quanh nó không có cửa chính mà ở giữa thành mở ra ba cửa lớn cao hơn 6.000 trượng, giữa mỗi cửa có hàng rào kim loại màu đen ngăn lại. Một dòng thác với sức nước khủng khiếp xuyên qua cửa ầm ầm đổ xuống, nước sông đục ngầu màu xanh cuồn cuộn từ trong tuôn ầm vang dung chuyển cả góc trời. Đến chân thành nạc y phàm liền cởi bỏ trường bào màu xám trên người xuống, lộ ra thân hình mềm mại xinh đẹp, hơn nữa y phục nàng mặc có chút mỏng manh khiến đám nam tử hướng cảnh tộc khí huyết bốc lên, nhưng lại không dám vô lễ nhìn lâu. Hàn lập cũng quan sát một chút, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, trước đó do có trường bào màu xám không biết làm bằng chất liệu gì ngăn cách nên hắn không nhìn rõ khi tức trên người nạc y phàm, bây giờ mới biết nàng ta cũng đã có tu vi chân tiên hậu kỳ. Xem ra ở khu man hoang này tuy rời xa với tiên vực nhưng cũng có kỹ thuật luyện khí đặc biệt, mà chắc cũng chỉ có những đại tộc mới có thể bồi dưỡng ra luyện khí sư cấp này. Hắn đang suy nghĩ thì có hơn 10 đạo lưu quang từ trong tòa thành bay ra. Những người này có hình dáng tương tự nạc y phàm, da xanh lam, hai tai dài nhọn, đều là người u thần tộc. Trong nhóm người có cả nam lẫn nữ, nam cao hơn một chút, làn da có một ít đường vân khắc lên, thân hình tuy không cường tráng nhưng tướng mạo anh tuấn bất phàm, dáng vẻ hơi âm nhu. Người cầm đâu là một gã nam tử trung niên cầm trong tay thanh ngọc pháp trượng, dùng mạo giống nạc y phàm tới chín phần, ánh mắt sắc sảo có thần, mái tóc dài màu xanh lam buộc gọn phía sau lưng, mặc trường bào màu trắng đục, có vài phần khí chất nho nhã. Y phàm, chưa đi tới nơi, nam tử đã lớn tiếng gọi, phụ thân, sắc mặt nạc y phàm vui vẻ, nhanh chóng trả lời đồng thời chạy lên trước nghênh đón. Đám người hướng cảnh tộc và Hàn Lập thì dừng lại phía sau mà không vội vã đi lên theo. Đến hôm nay Hàn Lập cũng đã hiểu được gần hết ngôn ngữ man hoang, nhưng không mấy khi nói chuyện với ai nên lúc giao tiếp còn chưa trôi chảy. Đều do vi phu không tốt, khiến con cực khổ, đã về đến đây an toàn, tốt rồi, tốt rồi. Nam tử u thần tộc nhẹ nhàng vỗ về con gái, thương yêu nói. Lần này do bản thân con muốn đi, không phải do người. Cũng may đã liên hiệp được các bộ lạc phương Bắc, bọn họ đã quyết định sẽ tập kết tại ám tinh hạp cốc, chẳng mấy chốc sẽ tập trung được toàn bộ lực lượng của thú tộc chúng ta. Nạc Y Phàm lắc đầu nói, con làm tốt lắm, 10 ngày gần đây đã có một vài bộ lạc đã đến nơi. Nhưng theo tin tức của bọn họ thì hướng cảnh tộc và khổng linh tộc đều bị tập kích. Con có gặp không? Nam tử áo bào trắng gật nhẹ đầu, hỏi tiếp. Con đang ở hướng cảnh tộc thì bị các tộc hôi thiềm và thanh hạt hợp lực đánh tới, tộc trưởng hướng cảnh tộc dẫn người trốn tới khổng linh tộc kéo theo phần lớn truy binh, còn với một nhóm tộc nhân hướng cảnh tộc khác trốn về phía lộc minh chi khâu nhưng vẫn bị bọn hôi thiềm đuổi kịp, may mắn gặp vị lệ tiền bối kia ra tay diệt sát truy binh hôi thiềm tộc mới về được tới đây. Nạc y phàm trả lời, ánh mắt nhìn về phía hàn lập. Nam tử mặc áo bào trắng nghe được không hỏi hoảng hốt, để con gái rơi vào hiểm cảnh, càng nghĩ càng hối hận. Khi gã nghe được chính Hàn Lập ra tay diệt sát hôi thiềm tộc liền quay sang nhìn, con người không khỏi có chút co rụt lại nhân tộc không chỉ mình gã gần như tất cả tộc nhân u thần tộc khi nhìn thấy hàn lập đều tỏ thái độ giống nhau bởi vì u thần tộc khá giống với nhân tộc nên hàn lập có thể nhận ra được đây là thái độ chán ghét từ sâu trong tâm khảm cùng với sự cảnh giác cao độ nạc y phàm thấy thế liền nói thêm phụ thân cũng nhờ lệ tiền bối hộ tống dọc đường đi chúng ta mới có thể bình yên về lại tộc nghe mấy lời này thần sắc nam tử mới dịu xuống một chút mang theo đám người bay tới trước mặt hàn lập đa tạ lệ đạo hữu đã ra tay giúp đỡ y phàm nếu đạo hữu muốn thủ lao gì xin cứ nói nam tử mặc áo trắng không dùng nghi lễ trong tộc mà hướng hàn lập chắp tay nói bằng ngôn ngữ tiên vực hàn lập nhíu mày trong lòng cười lạnh vị tộc trưởng u thần tộc này muốn đem chút thù lao đưa cho hắn rồi đuổi khéo đi cũng không có ý định cho hắn nhập gốc. chương 547, dừng chân tộc trưởng không cần phải khách khí về sự tình thù lao lúc trước lệnh ái và ta đã nói rồi trên mặt Hàn Lập không biểu lộ cảm xúc, lạnh nhạt nói ra. Lông mày nam tử áo trắng cao lại, có chút nghi hoặc xoay người nhìn về phía nữ nhi. Bờ môi nạc y phàm khẽ nhúc nhích, thông qua truyền âm kể lại chuyện lúc trước đáp ứng đưa địa đồ cho Hàn Lập, nói cho phụ thân đầu đuôi gốc ngọn. Sau khi nam tử áo trắng nghe xong, mày nhíu lại càng chặt, nói với Hàn Lập. Lệ đạo Hữu tiểu nữ còn nhỏ tuổi, suy nghĩ không chu toàn, mới có thể khoa trương nói khoác như vậy. Mặc dù quy mô u thần tộc ta không nhỏ, nhưng trong các bộ lạc tại man hoang thú tộc bất quá là muối bỏ biển, việc tập hợp đủ địa đồ của các bộ lạc sợ là hữu tâm vô lực, hay là thỉnh đạo hữu mở điều kiện khác a à. Quy củ nhân tộc ta cũng biết một ít, nạc thanh lân ta tuyệt sẽ không để ngươi chịu thiệt. Ta cũng không phải là liệp hoang tu sĩ, cũng không phải có ý dò thám, yêu cầu địa đồ kỳ thực là vì đi ngang man hoang giới vực, đi tới một tiên vực khác. Cho nên trên địa đồ quý tộc đưa ta, không cần phải hiển thị vị trí cụ thể tộc các ngươi, chỉ cần ghi chú rõ địa hình và đại khái nơi hung thú sinh sống là được. Hàn lập nhìn về phía nam tử áo trắng, chậm rãi nói ra. Nạc thanh lân nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, vẫn chưa lập tức nói chuyện. Nạc y phàm tiến lên trước, lại dùng mật ngữ trao đổi vài câu với gã, sau đó lông mày nam tử mới giãn ra vài phần, chậm rãi gật đầu nhẹ. Nếu như thế, vậy thì mời đạo hữu dừng lại mấy ngày tại u thần tộc ta, vừa vặn lúc đó các bộ lạc thú tộc khác cũng đều tụ họp tại ám tinh hạp gốc, đến lúc đó liền thử thay đạo hữu thu thập địa đồ của các bộ lạc khác luôn nạc thanh lân lại thoáng đánh giá hàn lập một cái vẫn nhìn không thấu tu vi của hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói ra vậy thì làm phiền rồi hàn lập gật đầu nhẹ nói ra trong lúc nói chuyện với nạc thanh lân trên thực tế hắn cũng một mực quan sát đối phương phát hiện người này tựa hồ cũng cố ý ẩn tàng khí thức theo đoán chừng cảnh giới không sai biệt lắm hẳn là tương đương với một gã tu sĩ kim tiên sơ kỳ nhân tộc bất quá Dựa theo khu thú chiến tranh của dị tộc nhân, chiến lực chính thức của gã hẳn là còn phải tăng lên nửa cấp, lại còn u thần tộc phía sau, khí tức đại khái đều từ chân tiên trung kỳ đến kim tiên sơ kỳ, trong đó chân tiên cảnh chiếm đa số. Nạc Thanh Lân nhìn Hàn Lập gật đầu nhẹ, sau đó lại chuyển hướng qua thản thập, thần sắc ngưng trọng nói ra. Thản thập, tộc của ngươi hộ tống y phàm, ân này u thần tộc khó quên, sau này tiêu diệt trùng tộc xong, chắc chắn trợ giúp các ngươi trở về cố hương là nơi các ngươi sinh trưởng qua nhiều thế hệ, một lần nữa khởi công xây dựng gia viên, làm cho hướng cảnh tộc trấn hưng vinh quang cũ, càng thêm hưng thịnh. Đa tà tộc trưởng, mặt thản thập lộ vẻ cảm kích, hai tay đan chéo trước ngực, thì lễ nói ra. Trước đó, hướng cảnh tộc các vị cứ tùy ý tới ám tinh hạp gốc, coi như là gia viên các ngươi, yên tâm cư trú sinh hoạt. Nạc thanh lân gật đầu khẽ, tiếp tục nói, thản thập và một đám người hướng cảnh tộc càng cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao thi lễ cảm ơn với nam tử áo trắng. Tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của nạc thanh lân đám người hàn lập đi qua tòa thành cốc khẩu cự đại bay vào hướng trong hạp cốc bay vào trong tòa thành hàn lập liền chứng kiến sau tòa thành có mấy cái lầu canh chiếm cứ trên đó là một dị thú sau lưng mọc lên hai cánh hình dáng như cự tích lân giáp trên người phản xạ hào quang đen nhánh thỉnh thoảng mở to mắt nhìn lên phía trên với ánh mắt băng lãnh hắn có thể cảm nhận được tất cả dị thú này có nhiều ác ý với nhân tộc như mình lướt qua tòa thành cốc khẩu ám tinh hạp cốc thâm sâu rộng lớn mới hiện ra rõ ràng trước mặt Hàn Lập. Chỉ thấy một dòng sông rộng hơn ngàn trượng, nước sông màu xanh từ chính giữa hạp cốc minh mông cuồn cuộn tới như nước lũ, phát ra âm thanh liên tục như tiếng sấm, khí thế bàng bạc, hai bờ sông được nước sông cọ rửa, trải rộng treo leo, chảy lan tràn lên sườn đồi. Bên cạnh hai bờ sông là vách đá dựng thẳng đứng, bên trên có nguyên một đám huyền động khảm vào vách tường lớn nhỏ không đều, hình dạng chạm rỗng khác nhau, Bên trong là những thông đạo dài hẹp liên kết với nhau hình thành một quần thể kiến trúc khổng lồ phức tạp. Hơn nữa, các huyệt động này thực sự không phải là những động quật thô lậu đơn giản tự nhiên, ngược lại được điêu khắc với mái vòng cong, cột trụ hành lang điêu lan, cũng các loại cửa gỗ tròn hoặc vuông, phía trên được trang trí các hình dáng hoa điều thập phần đẹp mắt, nhìn rất có phong tình, mà bốn phía huyệt động còn có rêu xanh lục mạn vần quanh, u lan phồn hoa túm tụm, thoạt nhìn như tiên cảnh. Nếu lúc trước nhìn thấy bộ lạc khổng linh tộc kia sinh tồn ở thôn xóm nho nhỏ trong phiến núi rừng, thì u thần tộc lại sinh tồn sinh sôi nảy nở ở ám tinh hạp cốc này, có thể so với đô thành phồn hoa ở nhân gian. Ám tinh hạp cốc chạy theo bờ sông ám tinh hà, uốn lượn khúc chiết, càng đi vào sâu bên trong, nội tâm hàn lập lại càng kinh ngạc, trên vách đá dựng đứng chung quanh bắt đầu xuất hiện từng tòa tế đàn to lớn, mặt trên còn có nhà nhà chấn động pháp trận truyền đến không ngừng. Hàn lập biết thân phận mình mẫn cảm, xuất phát từ lễ tiết cùng cân nhắc nhiều phương diện, trên đường đi chỉ tùy ý xem thoáng qua một chút phong cảnh ven đường vẫn không cố ý quan sát toàn bộ kiến trúc và phân bố của hạp gốc càng không có sử dụng quá nhiều thần thức trên đường đi nạc thanh lân cũng không có buông lỏng âm thầm quan sát hắn thấy vậy khẽ gật đầu thần sắc hơi lộ vẻ hài lòng tới gần trong hạp gốc mọi người đi tới một vách núi có địa thế tương đối bằng phẳng nạc thanh lân dừng lại quay người nói với hàn lập hoàn cảnh nơi đây xem như ưu tính, lệ đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày ở đây a à. hàn lập nhìn chung quanh một lần phát hiện bốn phía nơi này đều có người u thần tộc cư ngụ, tuy rằng khoảng cách không quá gần, nhưng nếu muốn theo dõi hoặc bao vây nơi này, lại hết sức thuận tiện. Đa tả, hắn lập tức cười cười, nói ra, sau đó nạc thanh lân cũng không có dừng lại, lập tức mang theo đám người còn lại tiếp tục đi về hướng sâu trong hạp cốc. Nạc y phàm do dự một chút, không có lập tức đi theo, mà đi bên cạnh hàn lập, mang theo vẻ áy náy nói ra, lệ tiền bối, thân phận người đặc thù, xin đừng trách. Ta có một chuyện không rõ, vì sao ngươi không giống người trong tộc, lòng luôn đề phòng nhân tộc. Hàn lập cười hỏi, cái này, thực không dám giấu giếm, mẫu thân đã qua đời của vãn bối chính là nhân tộc, trên người ta có một nửa huyết mạch nhân tộc. Nạc y phàm trần chờ một lát, giải thích, Hàn lập yên lặng gật đầu nhẹ, sau đó cũng không nói gì nữa. Hai người tách ra, làm mang trong mắt Hàn lập chấp động quét qua khắp nơi, sau đó thân hình nhoáng một cái bay lên phía trên vách núi, đi vào một tòa động phủ bằng đá trên vách núi dựng đứng đẩy ra hai phiến cửa đá nặng nề của động phủ, một đám bụi mù cũ kỹ tức lập tức phả vào mặt hắn. Lông mày hàn lập cao lại, vung tay áo quét nhanh vào hư không hai cái, từng cỗ thanh phong lập tức từ trong tay áo phóng ra, quét sạch bụi trong phòng mang ra ngoài động. Đã rất lâu không có người ở trong động quật, từng chiếc đèn áp tường không biết thiêu đốt bằng thứ gì lại tự động sáng lên liên tiếp, tản mát ra mùi xạ hương, chiếu sáng cả tòa thạch thất. Hàn lập nhìn chung quanh một vòng, phát hiện diện tích động quật không quá lớn, phân hai phòng trong và ngoài lớn hơn một chút so với phòng ốc bình thường phòng ngoài chỉ có một bộ bàn ghế đá phòng trong cũng chỉ có một cái giường đá bày biện đơn giản tới cực điểm hàn lập bế quan thạch môn lại sau đó lấy ra từng trận kỳ cùng trận bàn bắt đầu bố trí bên trong hang đá ước chừng sau nửa canh giờ pháp trận che đậy chấn động linh lực đã bố trí xong hàn lập mới khoanh chân ngồi trên giường đá đưa tay gõ nhẹ lên giới chỉ giáp trùng trên tay mình chỉ thấy trên mặt nhẫn sáng lên kim quang lóe lên Kim Đồng hóa thành hình người rơi vào bên cạnh Hàn Lập. "Kim Đồng, thời gian tiếp theo ta muốn tạm thời bế quan một hồi, thử xem có thể tăng tu vi lên một chút hay không. Trong thời gian này, cần ngươi cùng tiểu Bạch hộ pháp giúp ta." Hàn Lập nói với Kim Đồng. "Đại thúc, tại sao đột nhiên lại muốn bế quan?" Kim Đồng nghi ngờ hỏi. "Thời gian qua chúng ta đi loạn trong man hoang, gặp phải những hung thú, thế lực mạnh mẽ thật sự quá nhiều." "Thời gian tiếp ở trong u thần tộc, tuy vẫn là trong dị tộc, nhưng so với bên ngoài an ổn hơn một chút. Hôm nay sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thiên đình tuyệt không buông tha đuổi giết ta, mà mảnh man hoang này càng nguy hiểm hơn xa so với tưởng tượng, chỉ có tận khả năng tăng thực lực lên mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Hàn lập chậm rãi nói ra, đại thúc đừng nói nhiều như vậy, người yên tâm bế quan là được. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện quấy rầy ngươi. Kim đồng vỗ vỗ ngực nói, trên mặt hàn lập lộ ra vẻ vui vẻ, từ trong tay áo lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Kim Đồng, nói, đây còn có chút hàng tồn trước kia, lấy ăn đi. Tốt quá, Kim Đồng tiếp nhận túi chữ vật, cười hì hì chạy ra nội thất, nhảy cả tưng đến bàn đá bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống, như một thần giữ của kiểm tra đồ trong túi chữ vật. Lão đại, cũng đừng quên ta, Bạch Ngọc Tì Hưu cũng từ trên thân Hàn Lập nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Kim Đồng, như một con chó con thân mật cọ sát nàng, nhưng lại bị Kim Đồng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ một tay vỗ xuống đuổi đi. Hàn lập thấy thế, mỉm cười, chậm rãi rời ánh mắt từ trên người bọn họ đi, bàn tay vung lên, khởi động pháp trận tạm thời ngăn cách nội thất với bên ngoài. Điều tức một lát, bàn tay hắn vung lên, trong lòng bàn tay nhiều ra hai quả ngọc giản cùng một quyển cổ tịch vàng như nến. Hai quả ngọc giản cùng sách cổ này không phải vật gì khác, chính là công pháp thời gian của ba đại tông môn Bắc Hàn tiên vực, thủy diễn tứ thời quyết, chân ngôn hóa luân kinh cùng huyễn thần bảo điển. Lúc trước trên đường, hắn đã nhìn qua một lần từ đầu tới cuối ba bộ công pháp này, mơ hồ phát hiện giữa ba bộ này tựa hồ có liên quan gì đó, nhưng lúc ấy việc bề bộn phải di chuyển liên tục nên vẫn chưa kiểm tra cẩn thận. Hôm nay hắn mới tính toán cẩn thận xem một chút có thể thông qua liên hệ lẫn nhau xác minh hay không, trợ giúp bản thân mau chóng tăng lên tu vi. Trong ba bộ công pháp này, Hàn Lập quen thuộc nhất tự nhiên là chân ngôn hóa luân kinh, công pháp này hắn đã nhận được 6 tầng, hơn nữa bởi vì nguyên nhân trưởng thiên bình, tu luyện cũng coi như rất có hỏa hầu. Còn hai bộ công pháp kia tuy chưa tu luyện, nhưng đã có chân ngôn hóa luân kinh làm trụ cột, kết hợp cảm mộ của mình với thời gian pháp tác chi lực, chắc hẳn lúc tìm hiểu sẽ làm chơi ăn thật. Hắn suy nghĩ một lát, trước cầm lên bộ thủy diễn tứ thời quyết, tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu cẩn thận xem xét. Chương 548 Tam đại công pháp, Hàn Lập đem ngọc giản ghi lại thủy diễn tứ thời quyết dán lên chán, hai mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích, giống như lão tăng nhập định. Lúc đầu, lông mày hắn nhíu lại, dường như gặp phải chỗ khó hiểu nhưng rất nhanh lại giãn ra như đã tìm được câu trả lời. nhưng lát sau tình cảnh tương tự lại xuất hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần. thời gian trôi qua, hai hàng lông mày hàn lập bây giờ nhíu chặt, mãi không thấy giãn ra. hắn đang gặp phải một nan để chưa thể thông suốt được, hai bên thái dương mồ hôi lấm tấm. lần nghiên cứu công pháp nào uy tiêu tốn của hắn ba ngày ba đêm liên tục. hàn lập mở mắt, sau lưng mồ hôi ướt đẫm, trong con ngươi tơ máu răng đầy. tuy thời gian không dài nhưng khiến hắn tiêu hao tâm trí cực lớn sao có thể như vậy được, hắn bảo ngọc giản màu xanh lam xuống, lẩm bẩm nói. Bộ công pháp thủy diễn tứ thời quyết này gồm có 7 tầng. Thời điểm ban đầu khi mới tu luyện cần cô động một kiện pháp bảo tương tự chân ngôn bảo luân, nó được gọi là quang âm tịnh bình, có thể thông qua việc hấp thu tinh hoa thiên địa nhật quyệt để ngưng tụ ra quang âm thủy tích. Khi tu luyện đến tầng thứ tư thì có khả năng tinh luyện quang âm thủy tích thành quang âm chi tơ có chứa lực lượng thời gian pháp tác. Thật sự Hàn Lập cũng không lạ gì loại quang âm chi tơ này, sớm đã thấy qua từ khi còn ở linh giới. Đó là lúc đối đầu với Tu La Thù, quang âm chi tơ được vinh danh là cửu thiên kỳ chân, chỉ có thể sản sinh ra từ trong quang âm chi hà, có tác dụng kéo dài thọ nguyên của phàm nhân hoặc tu sĩ, cũng có tác dụng trì hoãn thiên kiếp của các tu sĩ cấp cao. Từ những gì công pháp miêu tả lại thì quang âm chi tơ được tinh luyện ra bằng công pháp thủy diễn tứ thời quyết ẩn chứa thời gian chi lực càng tinh thuần, công hiệu mạnh hơn rõ ràng, nó thậm chí có thể giúp tu sĩ chân tiên cảnh trì hoãn thời gian gặp phải tam suy. Nhưng để luyện chế được Quang Âm Tịnh Bình cũng giống như Chân Ngôn Bảo Luân, cần vật có ẩn chứa thời gian pháp tác và rất nhiều kỳ chân dị bảo khác. Việc này đã làm khó không biết bao nhiêu tu sĩ muốn tu luyện công pháp này, cũng chính là lý do khiến tu sĩ Thương Lưu Cung gần như không mấy ai tu luyện. Công pháp này khác với Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, tu luyện không tập trung vào việc cô đọng tiên khiếu nâng cao tu vi mà chủ yếu gia tăng tốc độ ngưng tụ Quang Âm thủy tích. Nghe nói lúc lượng Quang Âm thủy tích tích lũy thành sông sẽ thi triển được những thần thông không thể tưởng tượng nổi nhưng tốc độ ngưng tụ cũng quá chậm chạp khi mới tu luyện thì cô đọng một giọt quang âm thủy tích mất cả trăm năm muốn nước chảy thành sông cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian nữa cho dù là tu sĩ kim tiên cảnh cũng không có khả năng làm được so sánh với chân ngôn hóa luân kinh hàn lập thấy công dụng và uy lực thủy diễn tứ thời quyết kém hơn một chút nhưng bản thân cũng có chỗ độc đáo hiện tại hắn mới chỉ xem qua mấy lượt cũng chưa bắt tay vào tu luyện như chân ngôn hóa luân kinh nên trình độ lý giải đương nhiên có hạn hàn lập hít sâu một hơi tạm đè nén những nghi vấn trong lòng, mở huyễn thần bảo điển ra xem. Mật thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh dở sách vang lên mà thôi. Chẳng mấy chốc, đã qua hơn một ngày, Hàn Lập chậm rãi khép lại quyền thư tịch màu vàng kia, vuốt vuốt mi tâm có chút nhức mỏi, miệng nhếch lên cười khẽ. Huyễn thần bảo điển nếu so với hai bộ công pháp thời gian kia càng thêm độc đáo, mặc dù có danh xưng là thời gian công pháp nhưng trên thực tế nó giống với một bản luyện khí bảo điển hơn sở dĩ hàn lập cảm thấy như vậy bởi vì nếu tu luyện công pháp này đến một trình độ nhất định liền có thể thông qua phân giải đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc kinh luyện ra huyễn thần sa mà lấy nguyên liệu chính là huyễn thần sa này rồi thông qua phương thức đặc thù luyện chế liền có thể tạo nên một không gian cỡ nhỏ độc lập được gọi là huyễn thần sa cảnh ví dụ như một cái huyễn thần sa hộp hay huyễn thần sa bình chẳng hạn mà trong không gian của hộp hay bình này tốc độ thời gian luân chuyển sẽ có sự thay đổi khác biệt nếu huyễn thần sa đủ nhiều phải chăng trong lòng Hàn Lập bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ, lông mày cũng nhảy lên một cái. Sau một lát, thân sắc của hắn rất nhanh khôi phục như thường, tự diếu cười nói, không nói đến việc thật sự có làm được hay không, nhưng nhiều huyễn thần xa như vậy, tìm đâu ra. Đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc, đâu dễ có như vậy. Nói xong hắn nhìn về hai chiếc ngọc giản và quyển cổ tịch, ánh mắt lộ vẻ do dự. Ba bộ công pháp này đều tu luyện thời gian pháp tắc nhưng có khá nhiều chỗ khác biệt, Ngoài trừ chân môn Hóa Luân Kinh có thể sử dụng làm công pháp chủ tu ra, còn hai bộ kia đều thiên về bảo vật có chứa thời gian pháp tắc hơn. Ngoài ra Hàn Lập có cảm giác giữa ba loại công pháp này có một mối liên hệ vi diệu nào đó. Đương nhiên đều có liên quan đến thời gian pháp tắc nên có mối liên hệ cũng không phải là chuyện gì lạ, nhưng Hàn Lập càng nghiên cứu càng phát hiện sự việc không chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua hắn muốn tìm ra manh mối thì lại không thu hoạch được chút gì. Thời gian trôi nhanh, đã qua hơn 10 ngày, trong mật thất, Hàn Lập đứng thẳng người, trên tay cầm một bản cổ thư và một viên ngọc giản, trên mặt lộ nụ cười khổ. Mấy ngày hôm nay khổ sở suy nghĩ, cuối cùng vẫn không tiến triển được gì. Thôi, cứ mãi nghĩ về mấy việc nhỏ này chỉ sợ sẽ hình thành khúc mắc trong lòng, ảnh hưởng đến việc tu hành. Hắn thở dài một tiếng rồi lật tay thu cả hai vào. Thời gian pháp tắc đã là một trong tam đại pháp tắc trí tôn của tiên giới, công pháp liên hệ không đơn giản như các loại công pháp bình thường, mà đã không rõ ràng thì hắn cũng không có ý định vì tiện tu luyện hai loại công pháp mới này. Hơn nữa tình cảnh hiện tại cũng không yên ổn, không có nhiều thời gian như vậy. Nghĩ thấu đáo hết mọi việc, hắn lại khoanh chân ngồi xuống, phất tay lấy ra một viên đan dược trong suốt như ngọc uống vào. Đây là Tuyết Phách Đan, đan dược cấp bậc kim tiên lấy được từ tay Tiêu Tấn Hàn, có công hiệu cố bản bồi nguyên, nâng cao tu vi, thích hợp với cảnh giới bây giờ của hắn. Một lát sau, thần sắc Hàn Lập bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hắn lấy ngọc giản tuyết trắng có khắc đường vân màu vàng dán vào mi tâm đây chính là miếng ngọc giản ghi lại tầng 5 công pháp chân ngôn hóa luân kinh. Lập tức tầng tầng gợn sóng màu vàng trên ngọc giản hiện ra tạo thành một vùng quang mang nhu hòa bao phủ hàn lập vào trong. So với tầng 4 lúc trước tối nghĩa khó hiểu, tầng 5 có vẻ dễ dàng hơn, hàn lập ghi nhớ tất cả khẩu quyết rồi thu ngọc giản vào. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân chậm rãi hiện ra, lơ lửng trên không trung. Bởi vì có trận pháp cấm chế ngăn cách nên ba động do chân ngôn bảo luân tạo ra không thể tỏa ra ngoài, nhưng Kim Đồng và Tiểu Bạch do có liên hệ đặc biệt với Hàn Lập nên cũng nhận ra một chút, hai đứa đều nhìn vào trong. Trên chân ngôn bảo luân, từng đoàn từng đoàn đạo văn sáng chói như những mặt trời màu vàng chiếu sáng rạng rỡ Nhập định tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã hết ba tháng. Trong thời gian này ám tinh hạp cốc ngày càng náo nhiệt, ngoài những bộ lạc lớn nhất còn có thêm phân nửa các bộ lạc vừa và nhỏ di chuyển đến U thần tộc trên dưới u thần tộc vô cùng bận rộn nạc y phàm ban đầu mỗi tháng tới hai lần về sau biết hàn lập bế quan tu luyện cũng không tới làm phiền nữa dường như mọi người đều quên đi nơi này còn có một gã nhân tộc một ngày nọ trong động phủ trên vách núi kim đồng và Tì hưu mở to mắt hiếu kỳ nhìn vào màn sáng cấm chế trước mật thất nửa canh giờ trước hàn lập ăn vào một quả trái cây bên ngoài có những chấm nhỏ màu vàng dày đặc chân môn bảo luân sau lưng càng sáng lên rõ ràng tại vị trí bắp đùi hắn một vòng xoáy màu vàng nhỏ đột nhiên xuất hiện, xung quanh kim quang dày đặc tầng tầng lớp lớp ngưng tụ lại chui vào trong vòng xoáy, đây chính là tiên khiếu thứ 61 mà hắn đã thông. Tiêu khiếu xuất hiện, trên chân ngôn bảo luân cũng thêm hai đoàn thời gian đạo văn. Một lát sau ba động xung quanh cũng trở nên yên tĩnh, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, nhưng cũng không quá vui sướng phấn khích, thậm chí còn hơi u sầu. Ăn vào một quả có chứa thời gian pháp tác mới miễn cưỡng mở thêm một tiên khiếu, nếu muốn tu luyện tới cảnh giới thái ất, không biết còn phải hao phí bao nhiêu tài nguyên nữa. Hắn nhịn không được cười khổ nói, nhưng hắn mới dứt lời bình nhỏ trước ngực chợt phát ánh sáng xanh rồi tự động bay lên. Hàn lập nhíu mày, vội nhìn sang chân ngôn bảo luân lập tức ngạc nhiên phát hiện trên đó có người một sợi tơ màu vàng quấn quanh, chính là thời gian chi tơ. Quả trái cây này hắn lấy được từ công thâu cửu, đến nay vẫn chưa rõ là loại nào. Vậy mà không ngờ giúp hắn ngưng tụ thêm một sợi thời gian chi tơ, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng nhìn hành động này của trưởng thiên bình, dường như hắn lại sắp xuyên không. Quả nhiên một trận âm thanh ầm ầm vang lên, bình nhỏ đã biến lớn như cối say, từ trong tuôn ra một đạo lục quang to lớn đánh vào cấm chế mật thất, xé rách hư không ngưng tụ thành tinh bích kỳ gì kia. Kim đồng với tiểu bạch bị tinh bích và cấm chế ngăn trở, không thể nhìn rõ tình cảnh bên trong, đành miễn cưỡng lui về ngồi bên cạnh bàn đá. Hàn lập nhìn vòng xoáy màu lục dần dần hình thành trong tinh bích, hai mắt chậm rãi khép lại. Ngay sau đó một cỗ hấp lực kỳ lạ mà mạnh mẽ đột nhiên sinh ra, bao phủ thân thể hắn, thần hồn hắn như ngựa hoang đứt cương ly thể lóe lên rồi tiến vào trong vòng xoáy tinh bích. Chương 549, tỉnh mộng chân môn môn. Ý thức Hàn Lập chậm rãi khôi phục, mở mắt nhìn chung quanh. Đã có kinh nghiệm hai lần xuyên không lúc trước, hắn không kinh hoàng chút nào, ngược lại trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn. Loại kinh nghiệm này có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngoại trừ hao phí thời gian đạo văn, trước mắt xem ra cũng không có tổn thất gì khác, và lại tựa hồ mỗi lần đều có thu hoạch một ít từ trong đó. Đập vào mắt là những quãng trường màu trắng, chung quanh là từng tòa cung điện bạch ngọc, kéo dài liên miên đến cuối tầm mắt, giữa không trung cũng lơ lửng từng tòa sơn phong, phía trên là những cung điện nhiều như rừng. Nơi này tựa hồ là một chỗ bên trong đại tông môn nào đó. Bất quá lúc này tông môn này đang xảy ra chiến tranh, khói lửa cuồn cuộn, từng tiếng nổ lớn vang trời, rất nhiều cung điện bị tổn hại, một ít sơn phong lơ lửng trên bầu trời cũng bị đánh nát mọi nơi đều ở vào trạng thái chiến loạn. Mà giữa không chung, vô số tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, những người này chia làm hai phe, một đám thân mặc trường bào màu trắng, một đám tu sĩ khác đều mặc áo bào màu vàng. Những người mặc trường bào màu vàng không xa lạ với Hàn Lập, đúng là trang phục của người thiên đình. Nhân số hai top tu sĩ tương đối, thực lực cũng không kém bao nhiêu, chiến cuộc lâm vào trạng thái rằng co, nhất thời không phân ra thắng bại. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, thu hồi ánh mắt nhìn lại hướng trước người. Trước người hắn đang lơ lửng một cái vòng kim quang mơ hồ, đúng là chân ngôn bảo luân. Thời gian đạo văn phía trên lóe ra hào quang hơi mờ, trong đó có hai ba đoàn hào quang đã phai nhạt. Hàn lập âm thầm gật đầu, tốc độ thời gian đạo văn ảm đạm quả nhiên giống như lúc trước. Hắn rời ánh mắt nhìn qua một thi thể gần đó. Đây là một tu sĩ mặc áo bào trắng, nằm ở một góc của quảng trường. Thân hình người này cao gầy, trên đầu là mái tóc màu vàng khô khan như rơm dạ, làn da trên mặt có những khe rãnh mấp mô, giống như gốc cây già, làn da trên hai tay cũng như thế, không phải tu sĩ bình thường, hơn nữa tương tự người dị tộc Mộc Linh. Bụng người này bị xuyên thủng một cái động lớn, cơ hồ thân thể bị chém thành hai đoạn, lục sắc huyết dịch chảy đầy đất, tựa hồ. Sớm đã chết hoàn toàn rồi, ô, dung mạo người này rất quen thuộc, tựa hồ đã từng gặp ở nơi nào đó. Trong lòng Hàn Lập kêu nhẹ một tiếng, âm thầm nhớ lại, nhưng nhất thời không nhớ ra được hắn lập tức lắc đầu không hề hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa thần niệm thử câu thông trí nhớ người này vào thời khắc này từng tiếng nổ mạnh như sấm rền từ bầu trời chuyển đến tầng mây giữa không trung điên cuồng xoay tròn nhanh chóng tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn một tiếng nổ mạnh long trời lở đất từ sâu trong vòng xoáy chuyển ra từng đạo kim quang từ trung tâm vòng xoáy bắn ra kim quang sáng trói mắt giống như mặt trời nhô lên cao khiến thiên địa biến sắc trong lòng hàn lập cả kinh những kim quang này thình lình tản mát ra lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn cỗ lực lượng pháp tắc này hắn tuyệt không lạ lẫm ngược lại quen thuộc vô cùng đúng là lực lượng thời gian pháp tắc tuy rằng cùng là lực lượng thời gian pháp tắc nhưng cỗ kim quang thời gian pháp tắc này vô cùng cường đại hơn nữa làm cho người ta một loại cảm giác viên mãn vô tận kim quang huy hoàng giống như mặt trời nhô lên cao làm cho người ta nhìn qua sinh ra ý thần phục so sánh với lực lượng thời gian pháp tắc mà hắn tu luyện quả thực chính là phá cửa sổ làm nát ngói, khắp nơi đều là lỗ thủng. Đây là người nào, không ngờ tu luyện thời gian pháp tác đến trình độ như thế. Trong lòng hàn lập kinh hãi, ngơ ngác nhìn kim quang trên không trung, quên cả câu thông với trí nhớ thi thể. Kim quang từ giữa vòng xoáy lộ ra, sau đó chợt biến đổi, hóa thành một kim sắc hỏa diễm giống như hoa sen bao quanh, rơi xuống như mưa. Một đoàn kim sắc hỏa diễm bay về hướng một gã tu sĩ áo trắng kim tiên, sắc mặt người nọ biến đổi, hai tay vỗ lên thân thể, hào quang bên ngoài thân chấp liên tục, trong nháy mắt mở ra mấy vòng bảo hộ, đồng thời thân hình bắn ngược lui sau. Nhưng kim sắc hỏa diễm vừa rơi xuống vòng bảo hộ, mấy vòng bảo hộ kia lại yếu ớt giống như tờ giấy, đơn giản liền bị kim sắc hỏa diễm đột phá, không có tác dụng chút nào. Kim sắc hỏa diễm im hơi lặng tiếng đột phá mấy vòng bảo hộ, rơi lên đầu vai tu sĩ áo trắng. Phốc một tiếng vang nhỏ, tu sĩ áo trắng chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì thân thể dưới tác động của kim sắc hỏa diễm nhanh chóng giải yếu, lập tức cả người biến thành một mảnh cho tàn phiêu tán ra. Trên mặt đất Hàn Lập chứng kiến cảnh này, sắc mặt thay đổi mấy lần, hít sâu một hơi. Mặt khác kim sắc hỏa diễm cũng rơi xuống tu sĩ áo trắng khác, lại tinh chuẩn vô cùng tránh được những tu sĩ thiên đình kia, trong nháy mắt liền có gần nửa tu sĩ áo trắng hóa thành cho sám bay đi. Vào thời khắc này, giữa không trung lơ lửng một ngọn núi lớn màu xanh biếc, trên ngọn núi vang lên một âm thanh thét dài, một đoàn kim sắc khánh vân từ trong bắn ra, tản mát ra từng đạo quang huy màu vàng trong lòng hàn lập cả kinh lần nữa giữa kim sắc khánh vân này cũng tản mát ra trận trận lục lượng thời gian pháp tắc kim sắc khánh vân tản mát ra thời gian pháp tắc cũng cực kỳ cường đại tuy rằng còn kém vòng xoáy kim quang giữa không trung nhưng so với lực lượng thời gian của hắn vẫn mạnh mẽ đại viên mãn gấp trăm lần khánh vân này nhanh chóng biến lớn trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim vân cực lớn che khuất bầu trời chặn lại vòng xoáy kim quang trên bầu trời từng đoàn từng đoàn kim sắc hỏa diễm cũng rơi vào trên kim vân trên kim sắc khánh vân lóe lên sóng ánh sáng lại cản được những kim sắc hỏa diễm này bất quá kim sắc khánh vân vốn dày đặc lại trở nên mỏng manh hơn nhiều bóng người lóe lên trên kim sắc khánh vân hiện ra một bóng người là một hồng bào tăng nhân tai to mặt lớn thân thể người này to cao béo mập thoạt nhìn giống như một tòa núi thịt trên mặt thịt mỡ trồng chất từng đoàn làm cặp mắt bị chèn ép thành một cái khe hẹp người này là hàn lập thấy hồng bào tăng nhân này trừng mắt Người này đúng là tăng nhân tai to giảng đạo mà lúc trước hắn xuyên thấu qua trường thiên bình nhìn thấy. Nhớ đến tăng nhân tai to này, hắn lập tức nhớ lại lai lịch thi thể khi nãy, đúng là một trong năm người lúc trước ở bên cạnh nghe tăng nhân tai to giảng đạo. Do đến, bây giờ trên mặt tăng nhân tai to nhìn không ra quá nhiều hỉ nộ, hét lớn một tiếng, bàn tay to mọng bấm niệm pháp quyết phung lên. Một chuỗi phù văn màu xanh từ trong miệng lão bay ra, một tiếng ẩm vang, hóa thành một đạo vòi rồng màu xanh vừa thô vừa to vô cùng, trong đó cuồn cuộn vô số phong nhận màu xanh, những nơi đi qua trong hư không hiện ra đạo đạo vết nứt không gian đen kịt, từng vòng không gian chấn động điên cuồng cuồn cuộn ra bốn phía. Vòi rồng màu xanh tản mát ra khí thức hủy thiên diệt địa, đánh tới vòng xoáy trên không trung. Đây là pháp ngôn thiên địa, trong lòng hàn lập cả kinh, lập tức nhận ra thần thông tăng nhân tai to thi triển. Lúc trước từ vài câu khẩu quyết của người này, hắn cũng lĩnh ngộ ra môn thần thông này. Chỉ là hắn lĩnh ngộ, pháp ngôn thiên địa, chỉ là huyễn thuật, nhưng lúc này tăng nhân tai to thi triển ra lại là thần thông chân thật hơn nữa uy lực kinh thiên động địa hắn tự nghĩ nếu thân mình ở trong gió lốc này chỉ sợ sẽ lập tức bị chém thành một đống thịt nát phía dưới cung điện màu trắng cũng nổi lên vòi rồng cuồn cuộn thiên địa biến sắc hai tốp tu sĩ còn đang giao đấu tu vi hơi yếu lập tức thân hình bất ổn bị vòi rồng cuốn bay ra ngoài hàn lập nhập vào thân thi thể cũng bị vòi rồng xoáy lên cuốn bay ra ngoài trong lòng của hắn mừng thầm vội vàng điều động tiên linh lực còn sót lại bên trong cỗ thi thể này. Thi thể hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, lóe lên chui xuống dưới đất, nhanh chóng vô cùng bỏ chạy về phía xa. Một màn này làm cho trong lòng Hàn Lập âm thầm cả kinh, tiên linh lực còn sót lại trong cỗ thi thể này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tinh thuần vô cùng, còn trên cả tiên linh lực của hắn. Vào thời khắc này, bên trong vòng xoáy giữa không trung sáng người kim quang lần nữa, một tiếng nổ mạnh ầm vang, một bàn tay màu vàng cực lớn vô cùng từ trong hiển hiện ra. Bàn tay lớn chừng trăm mẫu, trong lòng bàn tay có một cái khe hở màu vàng thật lớn, tán phát ra trận trận hào quang màu vàng, nhấn hạ xuống một cái. Một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc từ trên cự trường bộc phát mãnh liệt. Phong bạo màu xanh đình trệ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, cuồng phong quét sạch phía dưới cũng bỗng nhiên dừng lại, còn có hai tốp tu sĩ giao đấu kia cũng đều không nhúc nhích, trên mặt bảo trì các loại thần tinh. Giữa không trung chính là tăng nhân tai to đứng trên kim sắc khánh vân, hai tay khẽ nâng lên, tựa hồ muốn thi triển thủ đoạn gì đó, nhưng bây giờ cũng giống như vậy, không nhúc nhích được. Hàn lập ở dưới nền đất đang chạy thuộc mạng ra xa cũng bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng trong lòng bùn đất, không thể động đậy. Ở giữa thiên địa hết thảy đều đột nhiên bất động, duy nhất di động chỉ có cự trưởng màu vàng kia đang đè xuống phía bên dưới. Phong bạo màu xanh đụng phải cự trưởng, lập tức im hơi lặng tiếng vỡ vụn ra, biến thành vô số quang điểm màu xanh. Cự trưởng màu vàng cũng không trì trệ chút nào, tiếp tục hạ xuống, nhìn nhẹ nhàng đập lên thân tăng nhân tai to kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Lập, thân thể tăng nhân tai to cũng giống như phong bạo màu xanh, im ắng vỡ vụn ra, hóa thành vô số thịt băm. Cự trưởng màu vàng đánh chết tăng nhân tai to, cũng không tiếp tục rơi xuống, mà nhanh chóng lùi về, lóe lên chui vào vòng xoáy không chung, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên khôi phục nguyên dạng. Thần tình hai tốt tu sĩ đều có chút sững sờ, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì, bất quá đều chứng kiến một đống thịt băm rơi từ không chung xuống sắc mặt tu sĩ si áo trắng thảm biến, trái lại, người thiên đình lại đại hỉ. Lúc này số lượng người thiên đình hơn xa so với tu sĩ si áo trắng, sĩ khí tu sĩ si áo trắng cũng xuống thấp, chiến cuộc rất nhanh hiện ra tình huống ngược lại lúc trước. Dưới nền đất, sau khi cự trưởng màu vàng biến mất, Hàn Lập cũng khôi phục bình thường. Vừa mới, sao lại thế này, trong lòng của hắn nghi hoặc, vừa rồi ý thức tựa hồ mơ hồ một cái. Bất quá cảm giác kia lóe lên rồi biến mất, Hàn Lập cũng không dám khẳng định có phải mình bị ảo giác hay không. Ồ, không đúng, hắn nhìn chân ngôn bảo luân lơ lửng trước người, đột nhiên đã tắt hai luồng thời gian đạo văn. Thần thức hàn lập lập tức lan ra, cảm ứng được tình huống bên ngoài. Ngay chỗ không trung tăng nhân tai to biến mất vô tung kia, bây giờ xuất hiện một mảnh thịt băm. Mặc dù là một mảnh thịt băm, hắn vẫn nhận ra khí thức huyết nhục kia, vừa vặn chính là tăng nhân tai to kia, thần sắc lập tức biến đổi. Tăng nhân tai to kia vừa mới bày ra thần thông kinh thiên động địa, vượt xa bất luận tu sĩ nào mà hắn thấy trước kia vậy mà im hơi lặng tiếng bị đánh chết bây giờ vòng xoáy trên không trung chậm rãi biến mất một điểm kim quang cuối cùng cũng tiêu tán ra hàn lập nhìn lên bầu trời đồng tử không khỏi co rụt lại hắn lập tức lắc đầu không muốn nghĩ đến những thứ này nữa tiếp tục thúc giục tiên linh lực còn sót lại trong thi thể lần này không có bay ra xa mà là đi tới chỗ kín đáo dưới mặt đất rất nhanh tiềm nhập sâu dưới đó lúc này mới ngừng lại trong lòng hàn lập khẽ buông lỏng thở nhẹ một hơi thần niệm câu thông trí nhớ thi thể ầm ầm trong đầu hắn lập tức như có tiếng sấm sét nổ vang vù vù không thôi từng đoạn trí nhớ không trọn vẹn dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn hàn lập chỉnh sửa những ký ức này lại một chút thần sắc trên mặt lập tức biến đổi những ký ức này tuy không trọn vẹn không được đầy đủ bất quá hắn đã biết được tông môn bên ngoài kia thình lình đúng là chân môn môn chương 550, bí mật cay đắng dựa vào một phần ký ức hoàn chỉnh của người này thuật lại mảnh tiên vực này có tên là hắc thổ tiên vực có lãnh thổ lớn hơn Bắc Hàn Tiên vực không biết bao nhiêu lần. Mà Chân Ngôn Môn là đại tông bài danh đệ nhất khu vực này, đã truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, đệ tử nhiều vô kể, cực kỳ thịnh vượng. Về thân thể mà hắn đang nhập vào có tên là Mộc Diên, một trong ngũ đại trưởng lão của Chân Ngôn Môn, địa vị của y trong môn rất cao. Mà vị tăng nhân tai to kia chính là Chân Ngôn Môn tông chủ Di La, cũng là sư tôn của Mộc Diên, tu vi đã đạt tới đại la cảnh, đứng đầu quần tiên hắc thổ tiên vực, được xưng là Di La Tiên tôn ngoài trừ mộc diên gia vị di la tiên tôn này còn có bốn người đệ tử thân truyền ngày trước hàn lập thông qua chân thực chi nhãn nhìn thấy một màn tăng nhân tai to giảng đạo bốn người đứng lắng nghe còn lại cũng là tứ đại trưởng lão khác của chân môn môn năm người này được chân truyền của di la tiên tôn tu vi rất cao đều đạt tới thái ất cảnh di la tiên tôn tu vi thông thiên nhưng lại bị cự trưởng màu vàng kia một kích giết chết hiển nhiên chủ nhân cự trưởng có thực lực càng kinh khủng nhưng trong trí nhớ của mộc diên thân phận người này có chút mơ hồ không rõ ràng chỉ biết gã là một vị đại nhân vật của thiên đình. Có thể giơ tay nhấc chân nghiền nát một tu sĩ đại la là minh chứng rõ ràng nhất biểu hiện cho tu vi của người này. Đạo tổ, chẳng lẽ là thời gian đạo tổ? Hàn lập nghĩ đến đây, nội tâm chấn động mãnh liệt. Từ tình cảnh vừa mới được tận mắt chứng kiến, rõ ràng chân ngôn môn bị người thiên đình vây đánh, mà nguyên nhân chính khiến chân ngôn môn bị hủy diệt là do vị thời gian đạo tổ kia đột ngột ra tay, một kích đánh chết di la tiên tôn cũng không biết chân ngôn môn hay vị di la tiên tôn kia đến tột cùng đắc tội thiên đình điều gì mà khiến thiên đình hưng sư động chúng như vậy, thậm chí còn có cả thời gian đạo tổ tham gia nữa. Thời gian pháp tắc là một trong tam đại pháp tắc trí tôn của tiên giới, bản thân nó có lực lượng áp đảo gần như tất cả pháp tắc còn lại, khả năng có thể tu luyện và lĩnh hội cũng khó khăn hơn nhiều so với các pháp tắc khác. Vị đạo tổ một tay hủy diệt chân ngôn môn này nếu thật sự là thời gian đạo tổ thì thực lực chỉ sợ là đại nhân vật đứng đầu toàn bộ tiên giới. Hàn lập hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh tiếp tục dò xét ký ức của mộc diên muốn tìm thêm chút ít tin tức liên quan tới thiên đình dù sao trải qua hành trình ở minh hàn tiên phủ tự tay đánh chết giám sát sứ công thâu cửu thì bản thân hắn đã là địch nhân của thiên đình rồi mặc dù thực lực hiện tại của hắn không tính là gì so với thiên đình nhưng nếu nắm thêm được một ít tin tức gọi là biết người biết ta thì cũng có lợi ích không nhỏ một lúc lâu sau trong lòng hàn lập như có gió to sóng cả mộc diên là tu sĩ thái ất cảnh Kiến thức và thông tin y nắm được quả nhiên không làm hắn thất vọng, trong mớ ký ức lộn xộn không trọn vẹn quả nhiên có không ít việc liên quan đến Thiên Đình. Thật ra trước đây Hàn Lập cũng đã thử rất nhiều cách để tìm hiểu về Thiên Đình, mặc dù cũng có chút kết quả nhưng phần lớn chỉ là những tin đồn lưu truyền rộng rãi bên ngoài, đối với hắn không có giá trị tham khảo. Hàn Lập đang muốn cẩn thận suy xét, đột nhiên thần hồn lắc lư mãnh liệt khiến hắn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Có chuyện gì, hắn thầm giật mình ngừng việc dò xét ký ức lại thì cảm khác khó chịu này mới biến mất. Chẳng là là do thân thể này có tu vi viễn siêu so với mình. Hàn lập trầm ngâm một chút rồi tự lẩm bẩm nói. Mộc Diên thật sự đã chết, nhục thân tuy bị hàn lập phụ thể nhưng những phần ký ức sót lại này vốn không thuộc về hắn, miễn cưỡng truy tìm tin tức thật ra khá giống với việc siêu hồn. Nói gì thì nói, Mộc Diên là một tên tu sĩ thái ất cảnh hàng thật giá thật, mặc dù lực lượng thần thức của Hàn Lập Viễn siêu đồng dai nhưng chuyện tu sĩ Kim Tiên thử siêu hồn tu sĩ Thái Ất là chuyện gần như không thể nào, nếu Mộc Diên chưa vẫn lạc thì mọi chuyện chỉ sợ không đơn thuần chỉ là chấn động như vậy. Suy nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Lập bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng chờ thần hồn khôi phục, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Giờ phút này thân thể đang hãm sâu trong lòng đất, bùn đất kề sát xung quanh, không dễ chịu chút nào. Hàn Lập phất tay, một cỗ hoàng mang nhanh chóng tràn ra xung quanh bùn đất bên cạnh như băng tuyết gặp lửa, tan chảy tạo ra một không gian trống trải rộng khoảng 5-6 trượng. Hắn tìm một vị trí tương đối thoải mái, dựa lưng vào vách đất nghỉ ngơi. Đạo văn trên chân ngôn bảo luân nối nhau ảm đạm, sau khi ba mươi mấy đoàn lụi tắt thì thần hồn chi lực của Hàn Lập mới khôi phục được như lúc ban đầu. Hàn Lập nóng lòng vội vàng dò xét tiếp ký ức của Mộc Diên, lượm nhặt mỗi nơi một tí rồi kết hợp lại, chẳng mấy chốc đã biết thêm được một ít tin tức về Thiên Đình. Thiên Đình là đại thế lực đệ nhất tiên giới, Thông qua hệ thống tiên cung phân bố khắp nơi để khống chế các mảnh tiên vực, thực lực cường đại không ai sánh bằng, trung tâm của Thiên Đình đặt tại Trung Thổ Tiên Vực. Trong toàn bộ thế lực của Thiên Đình quả nhiên có một gã thời gian đạo tổ, chính là người có thời gian tồn tại lâu nhất, có địa vị cao nhất trong các vị đạo tổ. Xem đến đây, Hàn Lập lại cảm thấy thần hồn chập chờn không yên, đành phải đình chỉ dò xét. Vị thời gian đạo tổ này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hàn Lập lần nữa nghỉ ngơi, an dưỡng thần hồn, khẽ nhíu mày tự lẩm bẩm có thể do hắn cũng tu luyện thời gian pháp tắc nên luôn tò mò đối với thời gian đạo tổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thêm mấy chục đoàn đoạn văn trên chân ngôn bảo luân nữa đã tắt, thần hồn hàn lập mới khôi phục đã vội lao vào màn ký ức của Mộc Duyên. Lần này sắc mặt của hắn dần nghiêm trọng, cuối cùng còn tỏ vẻ vô cùng căng thẳng. Rốt cuộc hắn cũng đã tìm được chút ít tin tức liên quan đến trận đại chiến này. Theo lý thuyết, có vị di la tiên tôn cảnh giới đại la tỏa chấn thì chân ngôn môn sẽ ngày càng phồn vinh hưng thịnh, vì dù sao ngoài trừ đạo tổ ra không có người nào có thể ngăn cản y. Nhưng đáng tiếc là chân ngôn môn bị tiêu diệt nguyên do cũng chính từ Di La Tiên Tôn mà ra. Di La Tiên Tôn cũng tu luyện thời gian pháp tắc, điều này đã chọc giận đến thời gian đạo tổ. Còn nguyên nhân chọc đến vị đạo tổ tối cao này là một đại bí mật liên quan đến cả tiên giới. Ba nghìn đại đạo tượng trưng cho các loại pháp tắc trong thiên địa mà thành, cái gọi là một bầu trời không thể có hai mặt trời nghĩa là mỗi một đại đạo, một pháp tắc đều chỉ có thể có một gã đạo tổ duy nhất tồn tại. Nếu do hoàn cảnh nào đó mà xuất hiện một vị đại la lĩnh hội được pháp tắc cao siêu hơn cả đạo tổ thì sẽ liền thay thế vị đạo tổ đó đứng đầu một đạo pháp tắc, còn quá trình diễn ra như thế nào, phát sinh thêm điều gì thì tu sĩ thái ất cảnh như Mộc Diên đương nhiên không thể biết được. Cũng bởi vì thế mà mỗi vị đạo tổ đều vô cùng chú ý đến các tu sĩ tu luyện pháp tắc giống mình, nhất là những tu sĩ có tu vi thái ất cảnh trở lên, trừ khi người đó nguyện cúi đầu dưới trướng, chịu sự không chế, còn không thì tìm diệt để tránh hậu họa. Tuy là như thế nhưng từ xưa đến nay không phải chưa từng xảy ra chuyện một vài gã đạo tổ bị thay thế, cũng có thể nói, bất cứ một vị đạo tổ nào đang tồn tại cũng phải dẫm lên vị đạo tổ tu luyện cùng pháp tắc trước để đi lên. Di là Tiên Tôn tu luyện thời gian pháp tắc tới cảnh giới Đại La vô hình chung đã uy hiếp nghiêm trọng tới địa vị của thời gian đạo tổ, mặc dù cố gắng che giấu nhưng vẫn bị thiên đình phát hiện được, vì thế mới dẫn đến chuyện thời gian đạo tổ tự mình ra tay hủy diệt chân môn môn. Hàn Lập xem đến đây, nhíu mày. Tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới kim tiên trung kỳ, mặc dù khoảng cách tới cảnh giới thái ất còn xa nhưng hắn chưa bao giờ có ý định chuyển sang tu luyện loại pháp tắc khác, nếu vậy chẳng phải trước sau gì cũng sẽ bị vị thời gian đạo tổ kia của thiên đình truy sát hay sao? Tu hành đại đạo, quả nhiên là chuyện nghịch thiên, thân sắc hàn lập thâm trầm biến hóa một lúc lâu, sau đó đành khổ sở lầm bầm. Khi tu sĩ đã xác định tu luyện một loại pháp tắc nào đó thì đạo tổ của loại pháp tắc này chính là trời, mà chỉ có cách nghịch thiên mà đi, phá cả ý trời mới có thể chân chính tu thành chính quả. Nhưng với thực lực hiện tại, hắn không là cái gì so với thiên đình. Hàn lập trầm ngâm một lát rồi kiên quyết bỏ qua không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục lục lọi tìm thêm những mảnh ký ức mới. Hiện tại những phần ký ức giải rác của Mộc Diên đã bị hắn dò xét gần hết, chỉ còn lại một phần nhỏ. Hàn lập xem xét nốt những mảnh ký ức này, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nó ghi lại nội dung tu luyện của Mộc Diên lúc sinh thời, người này cũng giống như sư tôn, đều tu luyện thời gian pháp tắc, mặc dù hắn không tìm thấy công pháp chủ tu nhưng lại thấy được không ít tâm đắc và kinh nghiệm tu luyện. Lâu nay Hàn Lập mò mẫm tu luyện thời gian pháp tắc, đều phải tự mình tìm hiểu không dám hỏi ai, những phần ký ức này rất có ích nên hắn cẩn thận xem kỹ từng tí một. Ô xem xét một lát, hắn chợt ồ khẽ lên một tiếng. Những kinh nghiệm tu luyện này dường như có quan hệ chặt chẽ với chân ngôn hóa luân kinh, huyễn thần bảo điển và thủy diễn tứ thời quyết. Lúc trước hắn cũng đã cảm nhận được ba môn công pháp này có liên hệ với nhau, nhưng đặc thù tu luyện lại khác nhau một trời một vực nên không có cách nào quy về một mối. Nhưng từ những kinh nghiệm này hắn mơ hồ tìm ra được một ít bí quyết có thể kết hợp ba môn công pháp này. Chẳng lẽ chân môn hóa luân kinh huyễn thần bảo điển và thủy diễn tứ thời quyết thực sự có có liên hệ với nhau hay sao? Hàn Lập vừa nghĩ trong lòng, vừa tiếp tục đọc ký ức, chẳng mấy chốc đã xem hết toàn bộ những phần còn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chân môn bảo luân đang chậm chậm xoay trên không. Thời gian đạo văn trên đó đã tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy đoàn, thời gian thừa không còn mấy. Với chừng này thời gian, muốn đi ra làm thêm cái gì cũng không đủ. Hàn lập vội xoay chuyển ảnh mắt nhìn trên thân thể Mộc Diên tìm chữ vật pháp khí. Theo lẽ thường trong đó chắc chắn sẽ có công pháp mà Mộc Diên tu luyện, chỉ cần tìm được môn công pháp này hắn sẽ có thể hy vọng chấp nối được ba môn công pháp chân ngôn hóa luân kinh, huyễn thần bảo điển và thủy diễn tứ thời quyết lại với nhau. Hắn nhướng mày, không thấy bóng dáng chữ vật pháp khí của Mộc Diên đâu. Có lẽ đã bị người hạ thủ giết Mộc Diên lấy đi rồi." Hàn Lập nghĩ thầm trong lòng, có chút tiếc nuối. Vừa nghĩ tới đây mảnh thần hồn ký ức còn sót lại của Mộc Diên chợt nổi lên một sự phẫn nộ mãnh liệt, dường như hắn chết rất không cam lòng. Hàn Lập cảm nhận được sự phẫn nộ này, đuôi lông mày nhảy lên, an ủi mấy câu mới khiến lửa giận nguôi ngoai một chút. "Chương 551, khí tức quen thuộc, chẳng lẽ người này bị kẻ nào đánh lén chết?" Hàn Lập nhìn vết thương dưới bụng thi thể, trầm ngâm trong chốc lát, nghĩ như vậy, Quá trình Mộc Duyên bị giết, hắn cũng không tìm được trong các mảnh trí nhớ đối phương, bất quá từ trong thần hồn người này lưu lại thì hắn cảm nhận được sự oán hận của gã. Ô, mắt Hàn Lập hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía góc ống tay áo Mộc Duyên, phất tay chảo hút tới. Hai tay hắn xé xoẹt một tiếng, ống tay áo lập tức bị xé ra, lộ ra một khối tơ lụa màu trắng, phía trên tràn ngập rậm rạp chẳng chỉ chữ viết cực nhỏ. Tấm tơ lụa đó giống như vải vóc bình thường, nhưng che giấu có chút xảo diệu, nếu không phải lúc này ống tay áo bị vết máu làm ướt súng, lộ ra một ít dấu vết thì đúng là không phát hiện được. Hàn lập lập tức cầm tấm tờ lụa lên, xem xét một chút, trong nội tâm vui vẻ. Những chữ nhỏ ghi chép này đúng là một môn bí thuật, chính là pháp môn thiên địa, mà lại rất tường tận, hẳn là bản chính, so với bản hắn tự tìm hiểu ra trước đây khi nghe khẩu quyết từ tăng nhân tai to thì càng thêm tinh diệu. Hắn nhìn chữ nhỏ trước mắt giống như bị đói, càng xem càng kinh hãi. Bản chính pháp ngôn thiên địa chính là một trong những bí thuật cao thâm nhất của chân ngôn môn. Nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể mở miệng thành phép hóa hư thành thật, một lời dung chuyển trời đất. đương nhiên muốn đạt tới loại uy năng trình độ này cần phải khổ tu tìm hiểu trăm vạn năm, mà tối thiểu phải đạt tới thái ất cảnh mới có thể thực hiện. Dùng tu vi kim tiên của Hàn lập hiện nay khó khăn lắm cũng chỉ thi triển một ít huyễn thuật mà thôi. Bất quá dù vậy, hư hư thực thực trong giả có thật, trong thật có giả. Tại một số thời điểm sử dụng có thể đạt hiệu quả ngoài dự đoán nhất là thời điểm bản thân thi triển thời gian linh vực, có thể làm đối thủ ngộ phán tình cảnh của mình. Ý niệm trong đầu Hàn Lập nhanh chóng quay trở về, nhanh chóng xem hết nội dung trên tơ lụa, một mực ghi tạc trong đầu. Vào thời khắc này, đoàn thời gian đạo văn cuối cùng trên chân ngôn Bảo Luân cũng tắt đi. Sau một hồi trời đất quay cuồng, thần niệm Hàn Lập rất nhanh về lại cơ thể của mình. Hắn nhìn tinh bích trước mắt dần dần tiêu tán, tinh thần kích động, thật lâu không thể bình tĩnh lần này thần hồn xuyên không lại để cho hắn thấy được không ít chuyện đã phát sinh biến cố chân môn môn thời gian đạo tổ cường đại một màn này rõ mồn một tựa như xảy ra chân thật ở trước mặt mình tuy những chuyện này phát sinh đã lâu nhưng cũng làm cho nội tâm hàn lập nhấc lên một hồi sóng biển ngập trời trước đây bởi vì tu luyện luyện thần thuật kỳ thật hắn đã phạm vào kiêng kỵ thiên đình nên bị giám sát tiên sứ thiên đình đuổi giết hôm nay chính mình tìm hiểu tu luyện thời gian pháp tắc lại chạm đến nghịch lân một vị đại nhân vật cấp bậc đạo tổ Tu vi thực lực của vị cường giả Di La Tiên Tôn lớn như vậy, trước mặt thời gian đạo tổ lại không chịu được một kích, huống chi hắn chỉ là một kim tiên nho nhỏ. Chỉ sợ chỉ cần một ý niệm trong đầu đối phương là đã giết chết mình rồi. Ngồi trong mật thất suy nghĩ liên tục, Hàn Lập chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó tạm thời gác việc này qua một bên, loại chuyện này suy nghĩ nhiều cũng vô ích, việc chính trước mắt là tận khả năng tăng thực lực lên, nghĩ biện pháp còn sống rời khỏi mảnh man hoang này rồi tính sau. Nghĩ đến đây, Hàn Lập lật tay một khối ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay, tiếp theo dán lên trên trán, ghi chép lại tâm đắc tu luyện và cảm ngộ trong trí nhớ mộc duyên cùng bản pháp môn thiên địa, tạm gác lại sau này hắn tìm hiểu. Trong nháy mắt, lại ba tháng trôi qua, trong thời gian này nặc thanh lân tới đây mấy lần, tạ lỗi với hàn lập, nói bên trong thú tộc xảy ra biến cố không nhỏ, có mấy tộc quần trọng yếu đến nay vẫn chưa thể hội tụ lại, cho nên địa đồ hứa hẹn lúc trước sợ là phải rời lại. Những ngày qua Hàn Lập một mực tìm hiểu tâm đắc tu luyện của Mộc Duyên, càng xem càng thấy thâm ảo, lại cùng tìm hiểu ba môn công pháp chân ngôn hóa luân kinh, huyễn thần bảo điển, thủy diễn tứ thời quyết. tuy rằng không tìm ra bí quyết kết hợp ba môn công pháp này, nhưng lại tăng thêm không ít tâm đắc lĩnh ngộ đối với thời gian pháp tác. vừa vặn chỗ bế quan này cũng thanh tịnh, cho nên liền thuận thế ở lại. trong mật thất, hàn lập khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm niệm pháp quyết, chậm rãi vận chuyển khẩu quyết công pháp thủy diễn tứ thời quyết. theo trong miệng hắn lẩm bẩm từng sợi lưu quang kim sắc giống như gợn nước từ trên người hắn nổi lên hội tụ lại trước người ngưng tụ một chỗ tạo thành một quang đoàn kim sắc thời gian trôi qua từng chút trong nháy mắt lại qua ngày thứ bảy hàn lập vẫn khoanh chân ngồi như trước mười ngón tay không ngừng bấm pháp quyết quang đoàn kim sắc trong hư không trước người sáng người dị thường giống như một kim sắc hỏa cầu chiếu sáng rực ở trung tâm quang cầu chợt lóe lên chậm rãi hiện ra một cái bình ngọc kim sắc mơ hồ bình này dưới thô trên mảnh miệng bình sinh ra hai cái tai như loan nguyệt tuy rằng cực kỳ mơ hồ, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác huyền ảo cực kỳ cổ xưa. Bình Ngọc vừa xuất hiện, kim quang bên cạnh lập tức hội tụ lại như bách xuyên nhập hải, dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, kim sắc quang cầu biến mất vô tung, chỉ còn lại một cái hư ảnh Bình Ngọc mơ hồ, lơ lửng bất động. Hàn Lập mở to mắt, ánh mắt đảo qua trên hư ảnh Bình Ngọc, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ngoài ra còn kinh ngạc. Hắn cũng không định khổ tu thủy diễn tứ thời quyết, chỉ là muốn thử tu luyện một chút, Cảm ngộ mộ một ít ý cảnh công pháp này, không nghĩ tới không cần tốn nhiều sức lại hoàn thành nội dung đệ nhất quyển, ngưng tụ ra quang âm tịnh bình. Căn cứ nội dung thủy diến tứ thời quyết, muốn ngưng tụ ra quang âm tịnh bình này thì vô cùng khó khăn, cần phải có thiên tư cực cao, có trình độ cảm ngộ nhất định với thời gian pháp tắc, sau đó thông qua thời gian tu luyện thật dài mới có khả năng làm được. Tại sao mình chỉ tùy ý tu luyện lại được rồi? Chẳng lẽ là do mình đã tu luyện qua chân ngôn hóa luân kinh, trong cơ thể cũng đã sớm có nội tình thời gian chi lực? hay là ba môn công pháp này có liên hệ lẫn nhau? Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó không suy nghĩ nhiều nữa, đã như vậy, hắn dứt khoát tu luyện tiếp xem sao. Trong miệng hắn tụng niệm chú ngữ cổ sơ, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng. Hai luồng kim quang vừa thô vừa to từ song trưởng hắn bay ra, vô số kim sắc phù văn ở trong đó nhảy lên, nhao nhao sáp nhập vào trong hư ảnh bình ngọc. Lập tức hư ảnh bình ngọc chuyển động chậm rãi, dần dần trở nên ngưng thực. Thời gian trôi qua từng chút, không biết sau bao lâu, hư ảnh bình ngọc vốn mơ hồ không rõ, dần trở nên có hình dáng hơi mờ, giống như một cái chai lưu ly. Hàn lập thấy vậy, trong nội tâm vui vẻ, nội dung quyển 2 lại thuận lợi thu thành. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tu luyện quyển 3. Như thế sau một tháng, một cái bình ngọc kim sắc lơ lửng trước người Hàn lập, đúng là quang âm tịnh bình. Bình này nhỏ hơn một chút so với trước, bề ngoài thân bình hiện ra rất nhiều hoa văn tinh thần nhật nguyệt, giống như một bộ tinh đồ minh mông. Đến lúc này, nội dung quyển 3 cũng đã tu luyện xong. Hàn Lập nhìn bình ngọc trước người, nhắm mắt lại lần nữa, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Toàn thân hắn đại phóng kim quang, vô số quang điểm kim sắc chói mắt từ trong hiển hiện ra, mặc dù ở giữa kim quang nhưng cũng dễ làm người khác chú ý. Từng quang điểm kim sắc đều tản mát ra chấn động thời gian pháp tắc kinh người. Theo Hàn Lập thi pháp, những quang điểm kim sắc này chậm rãi dung nhập vào trong bình ngọc, trong bình lập tức hiện ra nguyên một đám quang điểm kim sắc mảnh như hạt gạo. Thời gian trôi qua từng ngày, bất tri bất giác đã qua hơn nửa năm. Trên bình ngọc kim sắc tích đầy kim quang, giống như bên trong chứa đầy đom đóm kim sắc. Hàn Lập khoanh chân ngồi, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ cơ thể tựa như đắm chìm trong một dòng sông kim sắc lăn tăn sóng ánh sáng. Vô số quang điểm kim sắc từ trong dòng sông bay ra, tiếp tục hội tụ lại phía bên trong thân bình. Lúc này quang điểm kim sắc trong bình dường như đạt đến cực hạn, bắt đầu cuồn cuộn, hội tụ lại một chỗ, hóa thành một đoàn kim quang kim quang lóe lên dung nhập vào bình ngọc kim sắc, một chỗ trong bình ngọc lập tức hiện ra một hoa văn kim sắc, thình lình đúng là thời gian đạo văn. Mà ở phía trên cái bình, đồng dạng cũng có 5 đoàn đạo văn. O, O, N, G. Bình ngọc kim sắc dung lên ông ông, dường như đã xảy ra biến hóa gì đó. Hàn lập dừng pháp quyết lại, kim sắc lưu quang khắp bốn phía chui vào trong cơ thể hắn tựa như cự kình hấp thủy. Tiếp theo hai tay hắn đột nhiên giơ lên, bình ngọc kim sắc trước người nhoáng một cái biến mất không thấy nữa nội dung quyển bốn thâm thúy hơn nhiều so với ba quyển đầu cần ngưng tụ trọn vẹn sáu đoàn thời gian đạo văn không nghĩ tới lại giống chân ngôn hóa luân kinh năm đó dĩ nhiên là làm liền một mạch hàn lập đứng lên thở ra một hơi phất tay triệt hồi cấm chế trong động phủ dạo bước đi tới bên cửa sổ ngoài động phủ lúc này đang là đêm khuya âm thanh tĩnh mịch trăng sáng nhô lên cao sao lốm đốm đầy trời ánh mắt hàn lập đảo qua khắp nơi một tay bấm niệm pháp quyết một đạo pháp quyết đánh ra phần phật một tiếng trước cửa sổ lóe sáng kim quang từng điểm kim quang ngưng tụ lại thành một bình ngọc kim sắc sáu đoàn thời gian đạo văn trên bình ngọc dường như nhận lấy kích thích lập tức lóe lên ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào bên trong lập tức có một ít điểm trắng thật nhỏ xuất hiện giống như một cỗ vô hình chi lực hấp dẫn xuống hội tụ lại chỗ miệng bình ngọc lóe lên chui vào hàn lập thấy cảnh này gật đầu khẽ chỉ có điều bình ngọc hấp thu nguyệt hoa chi lực rất ít dựa theo tốc độ này muốn ngưng tụ ra giọt nước thời gian chỉ sợ cần thời gian tương đối dài dòng buồn chán. Vào thời khắc này, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, là Kim Đồng cưới Tỷ Hưu đi đến, chỉ thấy hai hàng lông mày nhỏ của nàng nhăn lại, bộ dáng như lòng đầy tâm sự. Tỷ Hưu dường như cũng phát hiện tâm tình tiểu chủ nhân trên người không tốt, ngược lại biểu hiện có chút trung thực, bốn bể yên tĩnh đi tới Hàn Lập bên này. Kim Đồng, như thế nào, có tâm sự à? Hàn Lập thu lại pháp quyết, quay người hỏi, "Đại thúc, ta..." Thân sắc Kim Đồng có vẻ ngưng trọng, Bộ dạng muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ nói, có ta ở đây, không cần lo lắng." Hàn Lập mỉm cười, mở miệng an ủi một câu, "Ta cảm giác được một cỗ khí tức rất quen thuộc, kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc, chính là cảm giác rất giống ta, tựa hồ rất giống." Cỗ khí tức này đang theo tới gần nơi đây, Kim Đồng nghe vậy, lúc này sắc mặt mới hơi trì hoãn vài phần, nói ra, "Khí tức rất giống ngươi, chẳng lẽ là?" Hàn Lập nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên, dường như nghĩ tới điều gì chương 552, cùng chung kẻ thù, chẳng lẽ là lão đại khác, kim đồng chưa mở miệng, tì hưu dưới thân đột nhiên nói ra. Ngươi nói cái gì, tiểu bạch, có phải đầu óc ngươi bị loạn rồi hay không? Kim đồng nghe vậy, lông mày nhỏ dựng lên, không vui nói. Không, không phải, ý của ta là một vệ kim tiên khác. Bạch Ngọc tì hưu biết mình lỡ lời, cười làm lành nói. Một vệ kim tiên khác, tới nơi này làm gì, ngươi có thể cảm nhận được nó mạnh hay yếu không? Hàn lập trầm ngâm hỏi, dường như so với ta lợi hại hơn một chút. Kim đồng hơi trầm mặc nói như thế. Hàn lập nghe vậy, thần sắc trên mặt không đổi, nhưng trong lòng cả kinh. Bây giờ tu vi kim đồng đã mạnh hơn một chút so với mình, đã là kim tiên hậu kỳ, so với nàng còn lợi hại hơn, chẳng lẽ lại là một vệ kim tiên đạt tới tu vi thái ất cảnh? Chủ nhân, hay là chúng ta tranh thủ thời gian trốn? Tỳ hưu nghe hai người nói chuyện, thân thể giật mình một cái, thanh âm hơi run nói. Nó còn chưa dứt lời, một hồi tiếng trống ù ù từ bên ngoài truyền đến cuồn cuộn, giống như sấm rền cuối chân trời, chấn nhiếp nhân tâm. Sơn cốc vốn yên tĩnh lập tức náo động lên, từng bóng người từ khắp nơi bắn ra, hóa thành đạo đạo độn quang bay ngút trời. Hàn lập thấy cảnh này, nhíu mày, các ngươi trước cứ ở trong động phủ, ta đi ra ngoài xem một chút. Hắn nói một tiếng, quay người đi ra động phủ, lúc này càng có nhiều người thú tộc từ ám tinh hạp cốc bay ra, một mảnh đông nghịt, không ngừng bay ra hướng bên ngoài. Vào thời khắc này, một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, lóe lên đã rơi vào trước cửa động phủ, hiện ra thân ảnh Nạc Thanh Lân. Lệ đạo Hữu những ngày qua ổn chứ? Nạc Thanh Lân cười ha ha, nói, hoàn hảo, đa tạ tộc trưởng chiêu đãi. Xin hỏi tộc trưởng, trong cốc đã xảy ra chuyện gì? Hàn lập bất động thanh sắc hỏi, là trùng tộc đột nhiên đột kích ồ ạt, bất quá chúng ta đã sớm đoán trước việc này, trước đó đã phòng bị, nên không có kinh sợ. Nạc thanh lân phất phất tay, tràn đầy lòng tin nói ra vậy là tốt rồi không biết tộc trưởng tới đây lúc này là có chuyện hàn lập ồ một tiếng lại hỏi thực sự không dám giấu giếm chúng ta cần mượn dùng ám tinh hạp cốc phát động bí thuật cấm chế không thể lưu lại người ở đây được vì vậy tại hạ đến đây mời lệ đạo hữu rời bước ra bên ngoài cốc xin hãy thứ lỗi nạc thanh lân nói như thế đương nhiên không có vấn đề lệ mỗ sửa soạn một ít đồ vật liền đi ra hàn lập gật đầu nhẹ quay người đi vào trong động phủ nạc thanh lân đứng ở bên ngoài động phủ lẳng lặng chờ đợi, cũng không có ly khai. Hàn lập đi vào động phủ, nhíu mày lên, cất bước đi vào mật thất. Hai tộc trùng thú đại chiến, lại có phệ kim tiên thái ất cảnh giết đến. Chủ nhân, nơi đây không nên ở lâu, hay là chúng ta mau rời đi. Hàn lập vừa tiến vào mật thất, tì hưu lập tức kêu lên. Kim đồng, người thấy thế nào? Hàn lập không nói gì, nhìn kim đồng hỏi. Đại thúc, người có biết phệ kim tiên chúng ta gặp nhau, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì không? Kim Đồng ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói ra. Trong mắt nàng mơ hồ có kim quang lập lòe, mang theo vài phần dầu dĩ cùng ý chí kiên quyết. Hàn Lập chứng kiến bộ dạng Kim Đồng, không nói gì. Lão đại, kỳ thật trước kia ta đi cùng công thâu cử tới các tiên vực khác, đã từng tiếp xúc với một ít với vệ Kim Tiên, nếu so cùng cấp bậc với man hoang chân linh chúng ta thì còn lợi hại hơn vài phần, huống chi là vệ Kim Tiên thái ất cảnh. Coi như chúng ta liên thủ, cũng khẳng định không thể thắng nổi, vẫn là nên trốn chạy để khỏi chết thì tốt hơn. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nói gấp gáp, trốn không thoát đâu, giữa phệ kim tiên cảm ứng lẫn nhau cực kỳ linh mẫn, nếu chúng ta đào tẩu, khẳng định phệ kim tiên kia cũng sẽ tiếp tục đuổi theo. Kim Đồng lắc đầu nói, Bạch Ngọc Tỳ Hưu há to miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói ra miệng. Như Kim Đồng nói, nếu chúng ta ly khai nơi đây, khẳng định phệ kim tiên kia cũng sẽ tiếp tục đuổi giết, lại không chừng còn có thể trêu chọc tồn tại nào khác. Chẳng bằng ở tại chỗ này, dĩ giật đãi lao hàn lập nói như thế tỳ hưu thấy hàn lập mở miệng sắc mặt đau khổ hàn lập phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh bao phủ chúng nó lại nói các ngươi cứ vào túi linh thú tránh né tạm thời không nên lộ diện ánh sáng màu xanh lóe lên thân ảnh kim đồng cùng tỳ hưu biến mất vô tung hàn lập lập tức thu lại cấm chế trong mật thất đi ra động phủ tộc trưởng đã đợi lâu hắn nói với nặc thanh lân lệ đạo hiếu nơi đây không phải chỗ nói chuyện xin mời đi theo ta Nặc thanh lân cười cười, quanh thân biến thành độn quang bay đi. Hàn lập hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, đi theo. Trong khi phi đột, hắn chợt quay đầu nhìn về chỗ sâu trong hạp gốc. Chỗ đó có một đoàn hắc khí cuồn cuộn, giống như suối phun. Tuy hắc khí nồng đậm, bất quá thị lực hắn rất mạnh, vẫn có thể nhìn thấy trong đó tựa hồ đứng vững hơn 10 cột đá cực lớn, làm thành một cái pháp trận, thỉnh thoảng có từng đạo chấn động không gian mịt mờ từ trong hắc khí truyền ra, có vài phần tương tự với truyền tống trận trong mắt hàn lập hiện lên một tia kinh ngạc nhưng không có lắm miệng hỏi thăm nạc thanh lân cũng không có ý giải thích với hàn lập trực tiếp bay lên phía trên bên trong túi linh thú của hàn lập tiểu bạch ta nhớ trước kia ngươi từng nói trong cơ thể ngươi tự thành không gian tuyệt đối ngăn cách với ngoại giới kim đồng đột nhiên mở miệng hỏi không sai trí nhớ lão đại thật tốt tỳ hưu nịnh nọt nói tốt ngươi nuốt ta vào đi kim đồng nói ra bạch ngọc tỳ hưu kinh hãi nhưng tiếp đó liền lắc đầu như đánh trống nói lão đại ngươi muốn dùng không gian trong cơ thể ta che giấu khí tức không được vật còn sống căn bản không thể sống được trong không gian cơ thể ta bất kỳ vật gì tiến vào trong đó rất nhanh sẽ bị tiêu hóa hết hư chỉ bằng chút bản lãnh của ngươi mà muốn tiêu hóa ta đừng nói nhảm nhanh lên ta chỉ ở trong cơ thể của ngươi một thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề kim đồng có chút không kiên nhẫn thúc giục tì hưu rụt rụt đầu trông thấy kim đồng nói như thế đành phải nghe lệnh nó há miệng khẽ hấp một cỗ lực cắn nuốt bao phủ kim đồng lại lập tức kim đồng hóa thành một đạo kim quang chui vào trong miệng nó biến mất không thấy nữa hàn lập theo nạc thanh lân rất nhanh bay ra ám tinh hạp cốc đi ra bên ngoài cốc từng bộ tộc thú tộc sớm đã chuẩn bị kỹ càng trận đại chiến này vì vậy phản ứng cực nhanh bây giờ đều đã đi ra đông nghịt một mảnh hầu như chiếm hết bầu chơi bên ngoài sơn cốc chừng có mấy vạn chúng Ánh mắt Hàn Lập quét qua khắp nơi, tộc quần ở đây không sai biệt lắm có ba bốn tộc, đám người hướng cảnh tộc hắn gặp lúc trước cũng ở nơi đây, bất quá chỉ đứng ở vị trí ngoài cùng. Giữa không trung còn có những chiếc chiến xa đen kỳ to mấy trăm trượng, lơ lửng giữa không trung, có chừng gần nghìn chiếc, phía trên cũng đứng đầy thú tộc nhân. Những chiến xa đen kịt này làm cho người ta cảm giác như một loại hào quang kim trúc, phía trên còn minh khắc từng đường vân màu đen, tản mát ra trận trận hắc quang, nhìn qua không thể phá vỡ mà phía trước chiến sĩ của các tộc có rất nhiều các loại đại quân yêu thú tối thiểu cũng có trăm vạn đầu không biết thú tộc nhân sử dụng thủ đoạn gì toàn bộ những đại quân yêu thú này xếp hàng theo phương trận chỉnh tề không hỗn loạn chút nào hàn lập chứng kiến tình cảnh trước mắt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc lệ đạo hiếu ngươi là người từ bên ngoài đến kiến thức rộng rãi đại quân thú tộc ta chắc không để vào mắt rồi nạc thanh lân có chút ngạo nghễ nói quả nhiên không tầm thường hàn lập khen Nạc Thanh Lân cười hạc hạc, mang theo hàn lập bay về một bên trên không trung. Phía trước những chiến xa lơ lửng một cái bình đài màu đen to chừng trăm trượt, linh quang lập lòe, hiển nhiên là một kiện bảo vật khó tìm. Bây giờ có ba bốn mươi thú tộc nhân đứng ở chỗ này, xem khí độ và phục sức thì là nhân vật đầu não của từng bộ tộc. Nạc Thanh Lân mang theo hàn lập, rơi thẳng trên bình đài. Liệp hoang tu sĩ nhân tộc, tộc trưởng Nạc Thanh Lân, người mang người này tới đây là có ý gì? Một thanh âm hùng hậu vang lên, tràn ngập sự phẫn nộ. Hàn lập không đổi sắc, dương mắt lên nhìn, người nói chuyện là một đại hán toàn thân ngăm đen, hình thể cường tráng, nhìn qua thì dường như là một đầu đại hắc hùng. Tu vi đại hán này có chút cao thâm, đã đạt đến kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, so với nạc thanh lân tựa hồ còn lợi hại hơn một chút. Những thú tộc nhân khác cũng trợn mắt, mặt đầy vẻ địch ý với hàn lập. Thực lực những người này cũng không kém, trong đó kim tiên có chừng hơn 10 người, bất quá đều là kim tiên sơ kỳ, đứng ở gần chính giữa, phần lớn những người còn lại đứng ở bốn phía lại là chân tiên hậu kỳ. Ô lỗ tộc trưởng, chư vị bất giận, vị này chính là lệ phi vũ đạo hiếu, hắn mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng không phải là liệp hoang tu sĩ, chỉ là muốn vượt qua man hoang, hơn nữa lúc trước còn xuất thủ tương trợ thú tộc chúng ta và hướng cảnh tộc, cũng không phải là địch nhân. Nạc thanh lân vội vàng tiến lên trước một bước, nói ra. Tiểu nữ lúc trước đi liên là các bộ tộc, trên đường bị trùng tộc tập kích, may mắn có lệ tiền bối xuất thủ cứu giúp, mới an toàn phản hồi ám tinh hạp cốc lúc này nạc y phàm cũng ở nơi đây cao giọng nói ra không sai lệ đạo hữu vĩnh viễn là bằng hữu của hướng cảnh tộc ta thản thập tuy đứng ở ngoài rìa nhưng thanh âm lại vang dội dị thường mọi người tại đây nghe vậy sắc mặt hơi giảm địch ý nhưng trong ánh mắt nhìn về phía hàn lập mang theo vẻ chất vấn và không tín nhiệm kính xin lệ đạo hữu chớ trách bọn họ man hoang tộc quần chúng ta cùng liệp hoang tu sĩ thù sâu như biển bọn họ cũng không phải là nhằm vào các hạ Nạc Thanh Lân ái náy nhìn Hàn Lập, cười cười nói ra. Lệ mỗ không dám, đại chiến sắp tới, nạc tộc trưởng không cần lo lắng cho ta, lệ mỗ tuy rằng không có thực lực gì, nhưng tự bảo vệ mình vẫn còn ổn. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói ra, thực lực lệ đạo hữu cao thâm, nạc mỗ há không biết, nếu trong lúc chiến đấu tộc ta thất bại, kính xin đạo hữu xuất thủ tương trợ lần nữa. Nạc Thanh Lân cười hạc hạc, chắp tay nói, nghe Nạc Thanh Lân nói vậy, thần sắc các tộc khác đều biến đổi. Nạc Thanh Lân, chúng ta chính là thú tộc cao quý vậy mà ngươi ti tiện giảo hoạt xin tu sĩ nhân tộc giúp đỡ đại hán ra ngăm đen kia đột nhiên giận dữ nói ô lỗ huynh tử địch thú tộc chúng ta là trùng tộc vì chống cự trùng tộc bảo hộ đồng bào chúng ta nên đoàn kết hết thảy các lực lượng có thể cùng chung kẻ thù hơn nữa việc này ta đã xin chỉ thị từ vương ngài cũng đồng ý ý kiến của ta đấy nạc thanh lân chắp tay nghiêng về một bên hư không nghiêm mặt nói đại hán ra ngăm đen nghe chữ vương, sắc mặt biến đổi, khí thế lập tức giảm xuống một chút. Thần sắc các tộc khác cũng đều nghiêm lại, trầm mặt xuống. chương 553, ác chiến. Tộc trưởng nói quá lời, lệ mỗ chỉ là một khách qua đường nhỏ nhỏ, vừa lúc đi qua man hoang lại trùng hợp đi vào phạm vi của quý tộc, nên chỉ cầu một phần địa đồ, không dám tham gia tranh đấu giữa hai tộc các người. Hàn lập liếc nhìn mọi người, lắc đầu nói, về chuyện địa đồ, thật sự là muôn phần có lỗi. Đây là phần địa đồ ta chắp phá trước mắt, chờ mấy tộc khác đến sẽ bổ sung toàn bộ phần còn lại cho lệ đạo hiếu nạc thanh lân lấy ra một mảnh thú cốt màu trắng đưa tới hàn lập tiếp nhận thú cốt thần thức nhìn vào trong đó gật đầu nhẹ thú cốt này là một loại ngọc giản bên trong chính là một bộ địa đồ chi tiết khu vực phía trước mặc dù có không ít chỗ trống nhưng so với không có thì tốt hơn nhiều còn đây là chút lòng nhỏ của thú tộc chúng ta kính xin lệ đạo hiếu nhận lấy để đổi lấy đạo hiếu viện thủ một lần này nếu đánh lui trùng tộc sẽ có thâm tạ khác. Nạc Thanh Lân lại lấy ra một cái bạch cốt giới chỉ, đưa tới lần nữa. Hàn lập tiếp nhận giới chỉ, thần thức thăm dò vào trong đó, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một đống nhỏ tiên nguyên thạch, ước chừng khoảng 5.000. Nếu như nạc tộc trưởng khách khí như thế, lệ mỗ liền phá lệ ra tay một lần. Chẳng qua ta cũng nói trước, lệ mỗ chỉ ra tay trong phạm vi năng lực của mình, nếu kẻ thù quá mức lợi hại, lệ mỗ phải lấy tính mạng bản thân làm trọng. Hàn lập áng chừng bạch cốt giới chỉ trong tay hai cái, nói ra. Mặc dù đối với hắn hôm nay, những tiên nguyên thạch này cũng không tính là nhiều, nhưng chỉ sợ đối với man hoang đại tộc này đã là một tài nguyên lớn xa xỉ rồi, mà quan trọng nhất là trong lòng hắn có tâm tư khác, ý định dùng việc này che giấu tai mắt người mà thôi. Nạc tộc trưởng, người này nhát gan như vậy, hà tất phải nhờ hắn. Đúng vậy a, à, nếu tham thân sợ chết, vậy đừng tới man hoang. Những tộc nhân khác nghe Hàn Lập nói vậy, trong mắt lại nhao nhao bốc hỏa lần nữa, có mấy người gầm lên. Chư vị, hôm nay tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Lệ đạo hiếu, hết thảy theo như ngươi nói là được. Nạc Thanh Lân vừa cười vừa nói. Hàn Lập gật đầu nhẹ với Nạc Thanh Lân, sau đó đi sang một bên. Nạc Thanh Lân phái Nạc Y phàm theo phụng bồi Hàn Lập, bản thân thì thương nghị chiến thuật với những tộc trưởng kia. Lúc trước Hàn Lập chỉ mới vội vàng nhìn qua, giờ phút này dò xét kỹ đại quân thú tộc phía trước, thần sắc không khỏi động. Tộc quần thú tộc tuy nhiều, nhiều ít khác nhau, nhưng trong đó có ba tộc quần là có số lượng nhiều nhất. Tộc nhiều nhất có thân cao hơn trượng, hình thể như hùng, cực kỳ cường tráng, lông đen dài dày đặc khắp mình, thoạt nhìn không sai biệt lắm so với ô lỗ kia. Tộc khác chính là u thần tộc, giờ phút này đại bộ phận tộc nhân có sức chiến đấu đều cưỡi một loại dị thú cự tích mọc hai cánh sau lưng, trên lưng mỗi người đều đeo một đại cung màu lam. Tộc quần cuối cùng có thân hình dung mạo tương tự với nhân tộc, toàn thân da màu xanh biếc, chỉ là trên đầu mọc ra một cái cái sừng màu xanh, hai mắt lập lè lục quang, làm cho người ta có loại cảm giác âm lãnh. Ba tộc có số lượng chiến sĩ nhiều nhất, hầu như chiếm bảy thành trong đại quân thú tộc. Hai tộc đó là Bạo Hùng tộc và Độc Giác tộc, đều là một trong bát đại thánh tộc thú tộc ta, Ô Lỗ tộc trưởng vừa rồi chính là tộc trưởng Bạo Hùng tộc. Nặc Y phàm chứng kiến thần tình Hàn Lập giải thích. Bát đại thánh tộc, đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, tộc quần thú tộc chúng ta rất nhiều trong đó tám bộ tộc có thực lực mạnh nhất được xưng là bát đại thánh tộc, u thần tộc chúng ta cũng là một trong bát đại thánh tộc. Chỉ tiếc là trước mắt chỉ có ba đại thánh tộc tập hợp đến ám tinh hạp cốc, nếu không trùng tộc cũng không dám đánh tới. Nạc y phàm oán hận nói ra, hàn lập nghe vậy, trong mắt lập lè hào quang, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía xa, một hồi tiếng nổ mạnh u u từ đằng xa truyền đến, giống như vô số tiếng sấm rền nổ vang. Xa xa phía chân trời hiện ra một đường hắc tuyến, hơn nữa nhanh chóng lớn lên. Đại quân linh trùng vô cùng vô tận ở phía xa thiên địa gặp nhau hiện ra rậm rạp chẳng chịt, dần dần biến lớn lên, phô thiên cái địa, bộ dạng so với đại quân yêu thú của thú tộc phía trước còn nhiều hơn không ít. Đằng sau đại quân linh trùng là một đám mây màu xám vô cùng lớn, vô số trùng tộc nhân đứng ở phía trên, nếu tính bằng đơn vị hàng nghìn, cũng hơn thú tộc bên này. Ánh mắt hàn lập quét qua đám trùng tộc, thần sắc không đổi, nhưng trong lòng cả kinh. Cấp bậc kim tiên tồn tại trong đại quân trùng tộc cũng vượt qua thú tộc bên này, ước chừng gần 30 tên. Trước mắt bất luận cân nhắc theo phương nào, thú tộc đều ở thế hạ phong, nếu thú tộc nơi đây không có thủ đoạn khác, trận đại chiến này 89 phần 10 thất bại. Đám người nạc thanh lân chứng kiến cảnh này, sắc mặt đều trầm xuống. Ô lỗ tộc trưởng, mạn lâm tộc trưởng, tát hán tộc trưởng, dựa theo kế hoạch làm việc. Nạc thanh lân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Ba bóng người được gọi tên đi ra, hàn lập cũng nhìn theo. Hắn đã nhận ra ô lỗ, người bên cạnh là một đại hán có mắt màu tím, trên trán mọc ra một cái sừng lục sắc, mặc áo giáp màu xanh, gương mặt tràn đầy vết sẹo. Nạc Y phàm thấp giọng nói với Hàn Lập, người này chính là Mạn Lâm, tộc trưởng độc giác nhất tộc. Người cuối cùng là Tát Hán tộc trưởng, thân hình có chút nhỏ gầy, toàn thân bị áo bào màu đỏ sậm hơi hồng bao phủ, nhìn không thấy dung mạo. Ba người chắp tay với Nạc Thanh Lân, sau đó từ trên đài cao bay xuống, rơi vào đại quân thú tộc phía dưới. Ô lỗ tộc trưởng vung tay lên, một đầu cửa thú tê như màu đỏ như máu xuất hiện bên cạnh gã, thân thể cao lớn giống như một tòa thành lũy dị động, tản mát ra uy áp cuồn cuộn, làm cho người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Gã leo lên ngồi, đồng thời trong tay lóe lên huyết quang, nhiều ra một thanh đại phủ màu huyết hồng, khí thế trên người tăng lên nhiều. Bốn vó huyết hồng tê như đạp gió lướt trên không trung, chở ô lỗ bay đến trên không đại quân thú tộc. Chư vị dũng sĩ thú tộc, phía trước là địch nhân ti tiện, sau lưng là tộc nhân chúng ta, vũ khí trong tay chúng ta, không thể cản tôn nghiêm chúng ta chiến thần tình ô lỗ tộc trưởng xúc động phẫn nộ ngửa mặt lên trời giống to tiếng gầm cuồn cuộn quanh quảnh trên không trung sau đó cầm đại phủ trong tay vung lên phía trước chiến 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 các chiến sĩ thú tộc hô to vung vẩy vũ khí trong tay giống như mở cổng hồng thủy đổ xuống ba tộc bạo hùng u thần độc giác xung trận phóng lên xông lên trước nhất đại quân yêu thú cũng giống vang trùng thiên vọt mạnh tới trung tộc bên kia vốn xông lên công kích chứng kiến cảnh này tốc độ lại nhanh hơn một chút càng thêm mạnh mẽ vọt mạnh lên trước chỉ có những kim tiên trùng tộc kia ngừng lại đứng xa xa rằng co cùng đám người hàn lập song phương đại quân công kích nhau giống như hai đạo sóng giữ quét sạch phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa thiên địa cũng theo đó rung động lắc lư hàn lập nhìn tình cảnh trước mắt ánh mắt nheo lại đại quân hai tộc hầu như chiếm hết tầm mắt khí thế chiến tranh sát phạt cuồn cuộn làm cho tâm hắn cũng hơi có chút xúc động vào thời khắc này tiếng nổ mạnh ầm 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 đột nhiên từ phía sau vang lên từng khỏa hỏa cầu cực lớn từ phía sau bắn tới đánh vào đại quân trùng tộc ở phía xa tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từng đoàn từng đoàn mây lửa cực lớn bộc phát trong bầy trùng sau đó hóa thành từng biển lửa đỏ thẫm cuốn linh trùng phụ cận vào trong đó hóa thành cho tàn hàn lập không khỏi khẽ di một tiếng quay đầu nhìn lại phía sau phát hiện những hỏa cầu này đúng là suốt từ ở những chiến xa đen kịt kia phía trước chiến xa lại nhô ra một đoạn ống đồng vừa thô vừa to phía trên màu đỏ sáng nóng lánh. Theo linh văn trên chiến xa sáng ngời, sau đó một tiếng nổ mạnh như sấm vang lên, trong ống đồng phía trước sẽ bắn ra một viên hỏa cầu đỏ thẫm to chừng vài chục trượt, giống như thiên thạch đánh xuống đại quân trùng tộc. Đây là chiến xa hỏa thần của thú tộc chúng ta, uy lực tuyệt đại, đáng tiếc tài liệu khó tìm, chế tác không dễ, nếu có thể chế tạo một vạn chiếc chiến xa, bằng vào lực lượng hỏa lực cũng đủ làm cho trùng tộc bị diệt. Nạc y phàm chú ý tới sắc mặt Hàn Lập, giải thích. Hàn Lập nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Vào thời khắc này, từng đoàn từng đoàn bóng đen lớn trăm trượng từ trong đại quân trùng tộc nhau nhau bay lên không, tiếp theo phần phật một cái nhau nhau bạo liệt ra, hóa thành một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt hình ảnh nhỏ màu đen, như gió táp mưa sa bắn về phía đại quân thú tộc, tốc độ nhanh kinh người. Những hình ảnh nhỏ này rõ ràng là từng con quái trùng có thân thể hẹp dài nhỏ tựa như cây đao, lóe ra hào quang lành lạnh, bộ dạng vô cùng sắc bén. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức từ trong đại quân thú tộc truyền ra liên miên, lập tức có không ít thú tộc nhân bị những quái trùng này xuyên thủng qua, tử thương vô số. Chẳng qua những quái trùng này sau khi xuyên thủng một người, thân thể lập tức bạo liệt ra, đồng dạng không sống nổi. Đáng giận, là mang cốt trùng, không nghĩ tới trùng tộc cũng đem trùng tổ đến. Khuôn mặt Nặc Y phàm biến đổi, hừ lạnh, Hàn lập dõi mắt trông về phía xa, rất nhanh chứng kiến đằng sau đại quân trùng tộc có hơn trăm bóng đen tựa như ngọn núi, to chừng mấy trăm trượng, thoạt nhìn giống như con ve sầu cực lớn. Không ngừng có từng đoàn từng đoàn bóng đen nhúc nhích trên người nó, sau đó phun ra. Những trùng tổ này phun ra mang cốt trùng, tốc độ xa xa không bằng chiến xa hỏa thần của thú tộc, nhưng thắng ở trong mỗi một đoàn bóng đen ẩn chứa số lượng mang cốt trùng kinh người, uy lực cũng không rơi xuống hạ phong. Song phương đại quân giao chiến từng lớp này đến lớp khác, tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng không có một người nào lui về sau. Hai phe nhanh chóng tiếp cận, đến một khoảng cách, chiến sĩ u thần tộc trợt ngừng lại bay lên không trung đồng thời gỡ đại cung màu lam trên lưng xuống đưa lên một mũi tên dài màu xanh lam thoạt nhìn mũi tên dài này không phải là mũi tên bình thường mặt ngoài khác từng đường vân màu lam hiu 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 u u vô số mũi tên màu lam bắn ra như điện rơi như mưa vào trong đại quân trùng tộc lập tức mảng lớn chiến sĩ trùng tộc còn có linh trùng bị mũi tên xuyên thủng chết thân thể bay ngược ra ngoài những mũi tên này ẩn chứa lực lượng cực mạnh thậm chí xuyên thủng liên tiếp mấy tên trùng tộc không chỉ như thế, sau khi xuyên thủng những trùng tộc, mũi tên lóe lên ánh sáng màu lam, chợt bạo liệt ra, hóa thành một đoàn hỏa diễm màu xanh lam, bắn tung tóe ra bốn phía. Trùng tộc gần đó đụng phải hỏa diễm xanh lam, lập tức hét thảm lên, thân thể huyết nhục thình lình nhanh chóng hòa tan biến mất, trong nháy mắt hóa thành một bộ hài cốt. Chiến sĩ U thần tộc từ trên cao nhìn xuống, không ngừng bắn ra các mũi tên màu lam, đại quân trùng tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vào thời khắc này, một hồi âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, một đám trùng tộc màu vàng từ trong đại quân trùng tộc bay ra. Toàn thân những trùng tộc này vàng óng ánh, sau lưng mọc lên hai cánh, hai cánh tay có hình dạng liêm đao, đoạn phía trước nhìn cực kỳ sắc bén, giống như hai cái dao bầu màu vàng, thoạt nhìn giống như con bọ ngựa. Hai cánh những trùng tộc bọ ngựa này vỗ nhanh, tốc độ thình lình tăng cực nhanh, thoáng như từng đạo kim quang, lao thẳng tới chiến sĩ U thần tộc. Chiến sĩ U thần tộc lập tức bất chấp việc bắn chết trùng tộc phía dưới, mũi tên vội chuyển sang vào tới những trùng tộc bọ ngựa kia. Siu. 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 U. U. một mảnh tên đuôi lông vũ lập tức bao phủ trùng tộc bọ ngựa sau đó bạo liệt ra hóa thành một mảnh biển lửa màu lam nhưng sau một khắc kim quang chấp liên tục tất cả trùng tộc bọ ngựa từ trong biển lửa màu lam bay ra tuy hầu như mỗi con đều bị thương số lượng cũng giảm đi một ít lại tiếp tục đánh tới phía chiến sĩ u thần tộc trong nháy mắt đã đến rất gần chiến sĩ u thần tộc bất đắc dĩ đành phải thu lại cung tiến lật tay lấy ra một thanh chiến đao hẹp dài màu lam giao chiến trực diện cùng trùng tộc bọ ngựa. chương 554, tiếng chống trận thứ nhất. Không nghĩ tới kim đường tộc lại tham gia vào, lông mày nặc y phàm nhăn lên, thì thào, kim đường tộc, có vấn đề gì không? Hàn lập tựa hồ nghe ra dị thường trong giọng nói của nàng, hỏi. Kim đường tộc cũng là một chi đại tộc của trùng tộc, giống với bát đại thánh tộc của thú tộc chúng ta, nguyên bản cách đây tương đối xa, tiếp giáp với thần tượng tộc cùng chuẩn dược tộc. Những mang cốt trùng tổ kia cũng cách nơi đây vô cùng xa. Hơn nữa quy mô tiến công lần này lớn hơn rất nhiều so với trước đây, nếu không phải như thế, chúng ta cũng không cần triệu tập nhiều tộc quần chạy tới đây như vậy. Nạc Y Phàm giải thích, ý của ngươi là, lần cử động này của trùng tộc có chút khác thường. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần sắc trên mặt không đổi hỏi. Đúng vậy, tùy thú tộc chúng ta cùng trùng tộc trước dự oán hận chất chứa sâu đậm, gần đây cũng xảy ra đại chiến trinh phạt không ngừng, nhưng phần lớn song phương giao phong đều phân tán ra nhiều khu vực. Hôm nay tấn công quy mô lớn như vậy, lại cùng một chỗ, trước giờ chưa từng xuất hiện qua. Nạc y phàm gật đầu, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ sầu lo. Như thế xem ra đúng là khác thường. May mắn các người đã sớm đề phòng, nếu không sợ là nơi đây đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Hàn lập như có điều suy nghĩ nói. Giờ khắc này, rốt cuộc hai đại quân phía dưới cũng đánh giáp lá cả, triệt để chém giết nhau. Bạo hùng tộc nhân cao lớn, sông lên đầu tiên, mặt ngoài thân thể khôi ngô hiện ra từng đạo vết máu, hình thể so với trước còn muốn lớn hơn ba phần, lại thêm cự phủ trong tay không thua kém thân thể, lúc huy động, từng đạo ảnh phủ màu huyết hồng cực lớn bắn ra. Đại quân trùng tộc tuy rằng hơn hẳn số lượng, nhưng trước đám bạo hùng tộc xung phong liều chết như những cự linh thần, căn bản không cách nào ngăn cản, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bạo hùng tộc mang theo đại quân thú tộc sau lưng, không ngừng xé mở đột phá tiến vào trong đại quân trùng tộc, thế như trẻ tre. Bên ngoài thân độc giác tộc bên kia cũng lập lè lục quang, hiện ra một tầng chất sừng dày đặc, Hình thể cũng biến lớn lên một vòng, độc giác trên đầu cũng biến lớn thô ráp hơn gấp bội, phía trên xuất hiện từng vòng hoa văn lục sắc. Theo từng tiếng xé gió xùi xùi vang lên, từng đạo lục quang từ trên độc giác bay ra mang theo cảm giác âm lãnh quét tới đại quân trùng tộc phía trước. Những lục quang này có lực xuyên thấu rất mạnh, một đạo lục quang có thể xuyên thấu 7-8 đầu trùng tộc, sau đó mới dần biến mất. Trùng tộc bị lục quang xuyên thấu, toàn thân trở nên cứng ngắc, giống như bị đông lại, đứng ở đó không nhúc nhích chiến sĩ độc giác tộc huy động vũ khí trong tay, đơn giản chém giết những chủng tộc không động đậy này. Tộc này cứ giết địch như thế, mặc dù không uy mãnh khí thế như bạo hùng tộc, nhưng tốc độ tiến lên không chậm chút nào so với bạo hùng tộc. Đại quân thú tộc lấy bạo hùng tộc, độc giác tộc làm mũi nhọn, nhanh chóng tiến vào trong đại quân trùng tộc. Vào thời khắc này, trong đại quân trùng tộc vang lên một hồi tiếng kêu chi. Chi kỳ quái, trùng tộc phía trước bạo hùng tộc chợt thối lui như thủy triều, vô số hắc sắc cự nghĩ không biết từ đâu xông ra, dũng mãnh lao tới hướng bạo hùng tộc. Những cự nghĩ này lớn như cối xay, toàn thân đen thui sáng bóng, giống như được chế từ tinh thiết, ánh mắt dài nhỏ lóe ra lục quang âm u, đông rậm rạp chẳng chịt, làm cho người ta nhìn thấy phát lạnh. Bạo hùng tộc hét lớn liên tục, cự phủ trong tay tung bay, từng đạo phủ ảnh càng thêm mạnh mẽ hơn so với trước chém về phía những cự nghĩ này. Phanh 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 âm thanh liên tiếp vang lên như hạt mưa rơi xuống đất, hắc sắc cự nghĩ bị bổ nhau nhau bay ra ngoài, nhưng thân thể những cự nghĩ này cứng rắn vô cùng mặc dù bị đánh bay nhưng bị giết chết lại không nhiều cự nghĩ bị thương lại bị khiêu khích hung tính lần nữa vọt lên vô số hắc sắc cự nghĩ giống như một luồng sóng thủy triều màu đen con trước ngã xuống con sau tiến lên ngăn phía trước bạo hùng tộc vây xung quanh càng nhiều đồng thời hai bên cũng bắt đầu xuất hiện cự nghĩ bạo hùng tộc gào thét liên tục nhưng thế công bị những cự nghĩ hung hãn không sợ chết này ngăn trở tốc độ lập tức đại giảm cùng lúc đó mặt đất phía trước độc giác tộc bốc lên một hồi, từng con hạt tử màu vàng đất từ dưới đất chui ra. Những hạt tử này có cái đầu cực lớn, cao hơn một người, toàn thân đỏ thấm, quỷ dị nhất chính là bộ mặt thình lình lại giống mặt người, quỷ dị vô cùng. Lục quang trên đầu độc giác tộc bắn vào những nhân diện cự hạt này, lực xuyên thấu giảm đi, chỉ xuyên thấu một đầu bò cạp khổng lồ liền biến mất vô tung. Hơn nữa nhân diện cự hạt bị lục quang xuyên thủng, thân thể chỉ cứng lại trong một cái chớp mắt, liền tựa như không có việc gì nữa, tiếp tục phóng tới độc giác tộc. Uy năng công kích lục quang của độc giác tộc đại giảm, thế công cũng lập tức bị cản trở. Giữa không chung, u thần tộc bị kim đường tộc cuốn lấy gắt gao, tuy không đến mức bị thua, nhưng căn bản không xuất thủ tương trợ phía dưới được. Đại quân thú tộc nguyên bản khí thế mạnh mẽ, nhưng thế công của ba tộc cầm đầu là bạo hùng, độc giác, u thần tộc bị ngăn cản, dần dần lâm vào cục diện bế tắc, tiến thối lưỡng nan. ưu thế về số lượng của đại quân trùng tộc bắt đầu chậm rãi hiện ra, cục diện chiến trường dần dần nghiêng về phía trùng tộc. Trên bình đài màu đen, sắc mặt đám tộc trưởng thú tộc đều có chút khó coi. Báo với tát hán tộc trưởng, nói hắn ra tay đi. Nạc thanh lân nhướng mày, trầm giọng phân phó. Một gã u thần tộc bên cạnh đáp ứng một tiếng, thân hình nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau, từ trong một chỗ tiền tuyến thú tộc, một bóng người toàn thân bọc trong áo hồng bắn ra, hai tay vung lên, ba đoàn quang cầu màu xám từ trong tay gã bắn ra, lóe lên xuất hiện trên không đại quân trùng tộc trong miệng gã lẩm bẩm quang cầu màu xám lóe lên vỡ vụn ra đông 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 theo đó ba thanh âm cự đại vang lên ầm ầm toàn bộ chiến trường chấn động kịch liệt ba thân ảnh khổng lồ như toàn núi cao đột ngột từ trên trời giáng xuống đất nện vào đại quân trùng tộc vô số hắc sắc cự nghĩ cùng nhân diện cự hạt bị thân ảnh kia đập chúng lập tức thân thể nứt vỡ ra hóa thành một bãi bùn nháo hàn lập đưa mắt nhìn lại liền thấy bên kia xuất hiện ba cự nhân da màu xám cho cao chừng ngàn trượng, nửa thân trên để trần nửa người dưới bận một chiếc váy ngắn do vô số gia thú hợp thành, trong tay cầm một lang nha bổng cực lớn, vung vẩy qua lại trên đại quân trùng tộc. Những cự nhân màu xám cho này có tướng mạo cực kỳ xấu xí, cái mặt cực lớn hầu như không có ngũ quan, trên trán sinh ra một con mắt nằm dọc cực lớn, trên mặt không có cánh mũi, chỉ có hai lỗ tròn mà thôi. Dưới lỗ mũi càng là giống tuếch, căn bản không có miệng dùng để ăn uống, Làng nha bổng kia giống như dùng sơn phong mài thành, trong tay chúng cua múa, quả thực giống như một cái nghiền đá thật lớn, từ phía trên trận địa đại quân trùng tộc ù ù đè nát chướng ngại vật, bất luận núi đá cây cối, hay là trùng tộc cự nghĩ, tất cả đều vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Thân thể cự nghĩ sau khi vỡ vụn, chảy ra đại lượng chất lỏng ánh lên lục sắc, chảy xuôi xuống, giống như đạo đạo dòng suối lan tràn ra, những nơi đi qua đại địa bị ăn mòn, bốc lên từng trận khói trắng. Sau một hồi rối loạn, hắc sắc cự nghĩ thoáng lấy lại sức lực lần nữa tổ chức thế công tiếp tục điên cuồng dâng lên rất nhanh liền bao vây ba độc nhãn cự nhân lại đại lượng tầng tầng lớp lớp cự nghĩ leo lên rất nhanh liền bù đầy nửa thân thể độc nhãn cự nhân tất cả đều lộ ra hung tính dương miệng rộng như răng cưa cắn xé khóe miệng chúng lại có chất lỏng lục sắc chảy ra phối hợp với răng cưa bén nhọn vừa cắt vừa ăn mòn làn ra độc nhãn cự nhân độc nhãn cự nhân vừa lay động thân thể kịch liệt vừa lấy tay vuốt muốn phủ những cự nghĩ rớt từ trên thân xuống nhưng những vật nhỏ này lại thập phần ngoan cố, căn bản không cách nào thoát khỏi. Đúng lúc này, một tiếng kèn rõ to chợt vang lên rung trời. Từng chiến sĩ nhân mã có nửa thân trên giống người, nửa thân dưới giống ngựa xuất hiện phía sau đại quân thú tộc, từng người nắm lấy từng thanh đằng đại cung, rút mũi tên trong bầu rắt bên thân, từng mũi tên màu xanh dài đến nửa xích, cài lên dây cung. Động tác của bọn họ thống nhất dị thường, tất cả đều đồng loạt dương lên không chung, thời điểm kéo động dây cung, phía trên mũi tên liền có từng trận ánh sáng màu xanh từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, trên đầu mũi tên ngưng tụ thành một vòng xoáy màu xanh. Siêu, chấm x-i-u, siêu, siêu, u, u, một hồi tiếng xé gió đồng thời vang lên, rậm rạp chằng chịt mũi tên màu xanh đồng loạt bay vào không trung, hóa thành một mảnh mũi tên màu xanh như đuôi lông vũ, bắn về hướng đại quân thú tộc. Độc nhãn cự nhân với làn da tiên thiên dày cứng vô cùng, bị những lục dịch cự nghĩ kia ăn mòn cả buổi, cũng chỉ lộ ra từng chấm đỏ, lúc những mũi tên kia rơi vào trên người, cũng chỉ phát ra trận trận âm thanh len keng, không bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng những cự nghĩ đeo trên người bọn họ, thân thể không mạnh mẽ như vậy, từng con bị mũi tên bắn trúng, nhao nhao bạo liệt ra. Mà bên kia, hơn ngàn đầu yêu thú thú tộc cao chừng trăm trượng toàn thân bao bọc trong trọng giáp màu vàng đất, hai bên đầu có hai mũi nhọn cực lớn tráng kiện đâm thẳng về phía trước, phía trên lóe ra hàn quang lạnh thấu xương, lấy một loại tư thái ngang ngược vô cùng, xông thẳng vào trong đại quân trùng tộc khí lực cùng lực lượng trùng tộc rõ ràng rơi vào hoàn cảnh xấu, hơn phân nửa đại quân nhân diện hạt đứng đầu tiên trực tiếp bị dẫm đạp thành bột mịn, trận tuyến cũng bị áp lui hơn 10 dặm. Nhưng cũng không lâu sau, đại quân Kim Cương Chu cùng hôi thiềm tộc ở phía sau liền bổ sung đi lên, rằng co với đại quân thú tộc. Có câu một tiếng chống thì tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, thú tộc các ngươi nhìn thì khí thế tốt hơn, nhưng cuối cùng khó mà giữ vững được. Số lượng đại quân trùng tộc hơn xa thú tộc các ngươi, nếu theo tình huống hiện tại, các người chắc chắn sẽ bại. Hàn Lập nhìn tình hình chiến trường, chậm rãi nói ra. Lúc này lệ tiền bối nói như vậy, có chút hơi sớm rồi. Tiếng chống trận đầu tiên của thú tộc chúng ta còn chưa gõ vang đấy. Thần sắc nạc y phàm không thay đổi, mở miệng nói ra. Tùng tùng, tùng tùng, nàng vừa dứt lời, từng đợt tiếng chống nặng nề vang lên, dường như gõ vào nhân tâm. Ngay sau đó, từng đợt thanh âm ngâm sướng của quái dị thường bắt đầu từ các nơi chiến trường truyền đến tiếng ngâm sướng thực sự không phải là ngôn ngữ sử dụng của thú tộc tự nhiên cũng không phải là ngôn ngữ thường dùng của tiên vực nhưng hàn lập lại mơ hồ cảm thấy giống như đã từng biết qua tiếng này tựa hồ là ngôn ngữ chân linh nào đó nghe một lát hắn mới giật mình hiểu ra hàn lập đưa mắt nhìn lại chỉ thấy các nơi chiến trường bất luận là bạo hùng tộc độc giác tộc hay là u thần tộc trong đại quân đó đều có mấy tên mặc trường bào màu xám hình thể bọn họ có chút bất đồng nhưng tất cả đều cải trang trong tay mỗi người đều nắm một cây trượng màu đen không biết bằng chất liệu gì, đang được rất nhiều chiến sĩ thú tộc hoa chân múa tay bảo vệ xung quanh. Những tiếng ngâm sướng ngôn ngữ chân linh cổ quái chính là từ trong miệng bọn họ phát ra. Rõ ràng chỉ là một thanh âm nhỏ, lại mang theo một cỗ lực lượng xuyên thấu kỳ dị, vang dội toàn bộ chiến trường, khiến cho không khí chung quanh bắt đầu tràn ngập một loại cảm giác cổ quái khó có thể nói rõ. chương 555, chiến đấu kịch liệt, các chiến sĩ thú tộc đang giao chiến, nghe được thanh âm ngâm sướng của những người áo xám, cả đám trở nên hưng phấn dị thường, không ít chiến sĩ bộ lạc đang chém giết lại bắt đầu hát lên hành khúc của bộ tộc mình. so với thanh âm ngâm sướng của quái kia thì hành khúc của thú tộc thay đổi với khí thế lớn, quanh quẩn trên không chiến trường, kéo dài không tiêu tan. tuy nhiên Hàn Lập vẫn cảm thấy không vang dội bằng thanh âm ngâm sướng, nhưng lại làm cho tinh thần, huyết dịch toàn thân hắn không khỏi có cảm giác sôi trào lên. Hàn Lập hơi thu liếm tâm thần, thoát ra khỏi tâm tình cổ quái này, lại nhìn chăm chú chiến trường thú tộc liền phát hiện khu vực chiến đấu của bạo hùng tộc bây giờ đang tràn ngập một tầng xương mù màu đỏ sậm. Sau lưng chiến sĩ bạo hùng tộc sáng lên huyết sắc quang mang, từ trong hiện ra một hư ảnh huyết sắc đầu lâu dị thú dữ tợn, nhè răng trợn mắt một hồi, sau đó lóe lên chui vào trong cơ thể bọn họ. Ngay sau đó, Hàn Lập liền thấy hai mắt những chiến sĩ bạo hùng tộc này đột nhiên chuyển thành màu huyết hồng, thân hình lại tăng vọt gấp mấy lần, răng nanh bên khóe miệng đột ngột chui ra, thậm chí có một ít nước bỏ đục màu chảy xuống. Giết, giết, giết. Từng tiếng gào rú cuồng bạo từ trong miệng bọn họ phát ra, âm thanh chấn vạn dặm. Giờ khắc này, khí tức hầu như tất cả bạo hùng tộc nhân đều trở nên điên cuồng khát máu, với một loại tư thái giống như dã thú điên cuồng xông tới trùng tộc. Bên kia, bên ngoài thân độc giác tộc nhân cũng nổi lên một đoàn hư ảnh kỳ dị, bộ dáng như dị thú nào đó, lại không giống với bạo hùng tộc, mọc ra độc giác, hiện ra từng trận lục mang. Sau đó hư ảnh kia chui vào trong cơ thể bọn họ, thân hình độc giác tộc nhân cũng không cao lên, hai mắt cũng không phiếm hồng như bạo hùng tộc nhưng xương vai cùng khuỷu tay lại phát sinh biến hóa xương trắng bén nhọn như đao chui ra bên ngoài cơ thể cùng lúc đó phía sau lưng cũng có tám đạo xương cốt dài nhỏ lộ ra ngoài thoạt nhìn giống như tám chân nhện mỗi một chân giống như thanh giáo luyện từ thép lóe ra hàn quang trắng như tuyết sắc bén vô cùng ngoài hai đại bộ tộc này tất cả thú tộc còn lại cũng đều biến hóa trở nên cường đại hơn đây chẳng lẽ là thị huyết chi thuật của thú tộc các ngươi sao hàn lập nghi hoặc hỏi thị huyết chi thuật, ngược lại có vài phần chuyển xác, bất quá chúng ta không gọi như vậy. Chúng ta gọi là đồ đằng hiến tế chi thuật, thông qua đại tế ti các tộc hiến tế tinh huyết bản thân, thông linh cung phụng chân linh các tộc, do đó đạt được một bộ phận lực lượng chân linh gia trì và che chở. Nạc y phàm hơi ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu, giải thích. Nghe nói vậy, Hàn Lập hiểu ra, những người áo xám phân tán giữa các tộc nguyên lai là đại tế ti các tộc, mà hư ảnh hiển hiện trên thân các tộc, lại là đồ đằng ấn ký chân linh mà bọn họ thờ phụng. Nếu như các tộc đều có thể câu thông cung phụng chân linh, sao không mời chân thân đến, có nhiều chân linh như vậy tương trợ, đối phó trùng tộc chẳng phải là làm chơi ăn thật sao? Hàn Lập có chút khó hiểu hỏi, lệ tiền bối có chỗ không biết, tuy rằng thú tộc chúng ta, còn có bát đại thánh tộc, đều có cung phụng chân linh riêng, nhưng đây cũng không phải là quan hệ khí ước. Vì vậy cung phụng chân linh ngoại trừ che chở nhất định trong phạm vi lãnh địa của mình, có chịu điều tạm lực lượng cho tộc nhân hay không, phải xem tình cảm nông sâu thế nào. Bất quá, thú tộc chúng ta luôn luôn thành kính với chân linh của mình, vì vậy phần lớn thời gian chân linh đều giúp đỡ chúng ta. Chỉ là chuyện chân thân hàng lâm, cũng không thấy nhiều. Nạc y phàm lắc đầu, nói ra, chẳng lẽ tình thế nguy hiểm sinh tử tồn vong như hôm nay, vẫn không chịu hàng lâm sao? Hàn lập tiếp tục hỏi, chân linh nhận hiến tế chi thuật, chân thân hàng lâm cũng chịu rất nhiều hạn chế đấy, đặc biệt chân linh không ở trong địa bàn của mình, hiệu quả ra chỉ thực sự yếu bớt, chứ nói chi là chân thân hàng lâm, mà trong khi đó không ít bộ tộc lại rời đi tương đối xa, Chân Linh đồng dạng sẽ không dễ dàng ly khai lãnh địa xa như vậy." Nạc Y Phàm nói thêm, Hàn Lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ, trong lòng ngược lại cảm thấy loại quan hệ sống dựa vào nhau giữa man hoang thú tộc và chân linh có chút cùng loại với Hắc Phong Hải vực và Điệt Tiên, chỉ là thiếu liên hệ máu ngủ duy trì, quan hệ với nhau lại càng chặt chẽ. Xem ra tại Bắc Hàn Tiên vực là loại quan hệ tổ thần điệt tiên, bên trong man hoang này lại lấy một loại hình thức tồn tại khác tương tự a. À đúng lúc này tại trận địa trùng tộc phía xa ba tên độc nhãn cự nhân cao ngàn trượng đang đại khai sát giới đột nhiên thân hình một tên trong đó mất thăng bằng té xuống phía trước là nó hàn lập tập trung nhìn vào nhịn không được kêu lên một tiếng chỉ thấy mặt đất dưới thân độc nhãn cự nhân đột nhiên sụp xuống một đầu xa thú so với cự nhân ngàn trượng còn lớn hơn không ít đột nhiên từ dưới đất chui ra như dao long ra biển há rộng miệng trưng ra từng vòng răng dính máu cực lớn cắn tới độc nhãn cự nhân đang ngã xuống khí tức trên thân nó vô cùng cường đại, không ngờ chính là đầu sa thú khổng lồ có thực lực gần tới thái ất cảnh, mà lúc trước tấn công chiếc thuyền của nguyên hoang thành kia. Một màn này phát sinh quá mức đột ngột, thân hình độc nhãn cự nhân như núi ngã xuống, cái đầu dường như sẽ lọt vào miệng sa thú khổng lồ. Giặc giặc một thanh âm vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Sa thú khổng lồ vừa chui ra khỏi đất liền há miệng cắn toàn bộ cái đầu của độc nhãn cự nhân. Cự nhân mất đầu, máu tươi từ cổ phun ra tứ tán như mưa, thân thể tuy nghiêng xuống, nhưng một tay vẫn nắm chặt lang nha bổng, hung hăng đánh tới hướng sa thú. Oanh một tiếng vang thật lớn, thân thể sa thú dưới trọng kích nặng nề, chìm xuống dưới đất một lần nữa. Thân thể độc nhãn cự nhân mất đầu lung lay một cái, rốt cuộc ngã xuống đất ầm một cái, thân thể cực lớn như núi ngã đè lên hàng ngàn cự nghĩ trùng tộc phía dưới không kịp chạy trốn, ép chúng thành bột mịn. Theo đó một hồi thanh âm sàn sạt vang lên, mặt đất rung động không thôi, vô số rậm rạp chẳng chịt sa thú nhỏ từ dưới đất tuôn ra, bò lan tràn như một tầng cắt vàng, che mất tàn thi của độc nhãn cự nhân. Sau mấy hơi thở, tất cả sa thú nhỏ này đều biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất ngoại trừ mùi huyết tinh nồng đậm, không còn vật gì khác. Hai độc nhãn cự nhân khác thấy thế, lang nhà bổng trong tay lại đánh nát một mảnh nhân diện hạt sông tới thành mảnh vỡ, sau đó thân hình khẽ chuyển, bắt đầu lui về hướng thú tộc. Đúng lúc này, phía sau đại quân trùng tộc đột nhiên xuất hiện một bóng người thấp bé cao chưa đủ sáu thước, toàn thân màu xanh sẫm. Hàn lập tập trung nhìn vào, liền phát hiện gã đó tuy thân hình tương tự nhân tộc, nhưng mặt lại có hình vuông, nhìn cực kỳ cổ quái, hai con người vắt ngang trên trán, bên trong một mảnh đen kịt, mắt hoàn toàn không có tròng trắng. Trên đỉnh đầu gã còn có hai xúc tu dài nhỏ, thoạt nhìn giống như một con trâu chấu đã thành tinh. Cô cô cô, chỉ nghe trong miệng gã phát ra một hồi tiếng kêu to cổ quái, phía sau đại quân trùng tộc lập tức vang lên một hồi âm thanh vỗ cánh của côn trùng, ngay sau đó một mảnh mây màu xanh lá cây từ mặt đất bay lên, Vô thiên cái địa bay đến thú tộc bên này. Nguy rồi, là lục hoàng tộc, số lượng sao lại nhiều như vậy. Nạc y phàm thấy thế, kinh ngạc kêu lên, làm sao vậy, những con châu chấu này rất khó đối phó sao. Ánh mắt hàn lập quét qua mảnh mây màu xanh lá cây, hỏi. Lục hoàng tộc không có gì không thôn vệ, không chỗ nào không nuốt, những nơi đi qua. Sinh linh tuyệt diệt, vì vậy cho dù là một chi của trùng tộc cũng bị các tộc khác bài xích. Bọn chúng sinh hoạt tại đầm lầy quanh năm, số lượng cũng không nhiều, không nghĩ tới bây giờ lại sinh sôi này nở ra quần thể khổng lồ như vậy rồi. Nạc y phàm nhíu mày nói ra, nàng còn chưa dứt lời, đám mây màu xanh đã đuổi theo hai độc nhãn cự nhân còn lại. Độc nhãn cự nhân hiển nhiên cũng biết bọn kia lợi hại, vì vậy cũng không dây dưa, trực tiếp xải rộng bước chân phóng chạy lui sau. Tuy số lượng lục hoàng tộc rất nhiều, lại ngăn không được độc nhãn cự nhân xông tới, lần lượt vây quanh độc nhãn cự nhân, nhưng lại một lần nữa bị cự nhân xông tới thoát ra. Nhưng Hàn Lập lại phát hiện, tốc độ hai độc nhãn cự nhân giải khai đám châu chấu vây quanh càng ngày càng chậm, đại khái sau 7-8 lần, bọn họ sắp bị lục hoàng tộc triệt để vây quanh, không cách nào đào thoát. Theo độc nhãn cự nhân bỏ chạy, khoảng cách thú tộc càng ngày càng gần, thú tộc cũng phóng nhanh tới trợ giúp. Chỉ thấy giữa không trung cao, tất cả cự tích màu đen cực lớn dương hai cánh bay vút tới, ở trên không xoay quanh một hồi, sau đó miệng lớn há ra mãnh liệt, từng cỗ hỏa diễm ngập trời mang theo khói khí nồng đậm từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt bao phủ mảng lớn lục hoàng tộc nhân vào, đám mây màu xanh lập tức bị thiêu đốt phát ra trận trận thanh âm xì xì ngay sau đó từng lục hoàng tộc nhân tựa như mưa lửa sao băng nhao nhao từ trên không rơi xuống phía dưới lục hoàng tộc nhân còn lại nhao nhao bay hạ thấp xuống xông vào trong đại quân thú tộc khác những thú tộc nhân bình thường này hiển nhiên không có khí lực như độc nhãn tự nhân bị đám châu chấu quét ngang qua sau đó trực tiếp hóa thành vạn bộ thi cốt trắng noán, có con thậm chí còn bảo trì nguyên bản động tác hai độc nhãn cự nhân cuối cùng thoát ra từ đám lục hoàng tộc vây quanh, trên thân lộ ra vết thương trồng chất, tràn đầy vết thương nhỏ bị cắn xé, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Bước chạy cả hai nặng nề, phóng về hướng ám tinh hạp gốc, tựa hồ muốn tạm thời thoát ly chiến đấu. Ai cũng không chú ý tới, có hơn trăm bọ cánh cứng đỏ thấm nhỏ chừng hạt gạo, phần đuôi lóe lên hào quang như đong đóm, từ dưới đất bay vút đến, đâm thẳng vào miệng vết thương trên thân hai độc nhãn cự nhân, làm rung động vài cái rồi chui vào. Hai độc nhãn cự nhân tựa hồ cảm ứng được, không hẹn mà cùng ngừng lại, nhìn sang chỗ côn trùng chui vào. Chỉ thấy ngay miệng vết thương kia, từng cái bọc đỏ như máu căng lên liên tiếp, giống một cái bướu thịt còn sống, trương lên càng ngày càng lớn, mấy hơi thở sau liền lớn hơn cả đầu của độc nhãn cự nhân. Hai độc nhãn cự nhân thấy thế, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng còn chưa kịp làm gì, huyết sắc bướu thịt kia liền sáng lên màu đỏ, nhao nhao nổ bể ra. Thân thể hai độc nhãn cự nhân lập tức sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ máu loãng như mưa chút xuống, trong nháy mắt giải đầy toàn bộ chiến trường.